lên nhầm xe hoa cưới chồng như ý, Tô Yên, sở hướng nam. chương 261, Tô Yên bị Tô Vân bắt ép nhảy lầu. Trẻ em ngày nay thực sự cái gì cũng biết mà. Ông cụ lục đã đến, Hạ Phi và Tiểu Vũ theo ông cụ lục đi vào. Vạn nhất vẫn ngơ ngác đứng đó tiếp khách, một lúc sau mới liếc nhìn thời gian, đã gần 8 giờ. Cha, mẹ, hai người đi chiêu đãi khách trước, còn có chuyện phải đi, một tí rồi quay lại. Vạn Nhất kiếm cớ rồi rời đi. Nhà họ Vạn tổ chức hôn lễ cho con gái, đám cưới diễn ra hoành tráng và sôi động. Vợ chồng Lý Mục Sinh cũng đến, Lưu Tuyết Lam vừa đến hôn lễ thì ngay lập tức đi tìm Tô Yên, bà rất quan tâm đến Tô Yên và bà coi cô như con gái mình vậy. Cùng Lưu Tuyết Lam trò chuyện, Tô Yên cảm thấy đỡ nhàm chán hơn bao nhiêu. Đây là lần đầu tiên Tô Yên tham dự một sự kiện lớn dưới thân phận bà chủ nhà họ Lục bụng dưới của Tô Yên vốn đã phình lên rõ ràng, cho dù cô mặc quần áo rộng rãi đi chăng nữa, thì người tin tưởng vẫn có thể nhìn ra Tô Yên đang mang thai. Nhiều người đến chúc mừng Tô Yên, và thầm khen, ngưỡng mộ Tô Yên có một cuộc sống, cuộc hôn nhân tốt đẹp, hạnh phúc. Trong những dịp như vậy, không thể thiếu việc cùng người ta nói qua nói lại, Tô Yên cười nhẹ, đang định nói thì Lục Cận Phong xuất hiện ở phía sau ôm lấy vai cô, nói có thể lấy được Yên Yên là phúc góp được mấy đời của nhà tôi rồi đấy ai cũng cho rằng tôi yên lấy chồng cao, trèo cao nhà họ Lục. Lục Cận Phong nói một tiếng để cho mọi người biết chính là anh mới là người theo đuổi Tô Yên, khiến mọi người phải ngưỡng mộ không thôi. Tô Yên quay lại nhìn Lục Cận Phong, ôn nhu nói, anh đi nói chuyện với mọi người đi, em có mẹ nuôi đi cùng rồi. Nhân cơ hội như vậy, Tô Yên cho Lục Cận Phong chút mặt mũi, hóa thành chú cửu non ôn nhu. Audio điện tử võ tấn bền Lục cận phong đột nhiên cảm thấy không quen, cúi người nói nhỏ bên tai tô yên: "Vợ à, anh vẫn thích bộ dạng nhen anh múa vuốt của em hơn. Anh đây là đang thèm đòn à?" Tô yên lườm lục cận phong, rất có khí thế, dám chọc cô, cô đành dùng gia pháp để dạy bảo vậy. Cuối cùng lục cận phong mới hài lòng đi qua mấy nhóm đàn ông bên kia. Ông cụ lục dẫn hạ phi với tiểu vũ bên mình mãi đi khoe với người khác, đây là cháu trai tiểu vũ với hạ phi nhà chúng tôi, đến chào các cô chú đi con. Ở cái tuổi này của ông cụ lục, không còn là chuyện ai có nhiều tiền, có địa vị nữa mà là người nào có nhiều cháu hơn người nào, nhà càng có nhiều cháu trai cháu gái mới có tiền đồ. Lúc trước Tiểu Vũ và Hạ Phi cũng đã xuất hiện trong bữa tiệc thọ yến của ông Cụ Lục, về phần ngoại hình của hai đứa trẻ này thì thật sự không có gì để nói, hoàn toàn thừa hưởng đặc điểm của Tô Yên và Lục Cận Phong. Rõ ràng hôm nay là hôn lễ con gái nhà họ vạn, vậy mà Tô Yên và hai đứa con của cô đã trở thành tiêu điểm của mọi người. Chú rể đã đón cô dâu về. Không biết người nào gào to một câu, mọi người nhanh chóng nhìn về phía cửa. Vạn Linh San mặc trên cười bộ váy cưới và được phù dâu dẫn vào phòng chờ ở phía sau, sở hướng nam mặc trang phục chú rể, đi giày tây, đẹp trai người ngợi, thật xứng đáng với câu ngọc thụ lâm phong. Mọi người thấy vậy tinh thần bỗng sảng khoái, vui tươi hơn nhiều, còn sơ hướng nam của ngày hôm nay thoạt nhìn thuật mắt hơn nhiều. Sở hướng nam hôm nay ăn mặc dạng chó hình người, ăn hình như người đi đến bên cạnh Tô Yên, khoan hãng nói, tuy rằng anh ta là một tên cặn bã, nhưng anh ta thực sự rất đẹp trai. Nhà họ Vạn và nhà họ An gần đây cũng có giao dịch làm ăn, vì vậy mà nhà họ An cũng được mời đến dự đám cưới. Trong sảnh lớn có hàng trăm vị khách, trong đó có cả khách làm ăn của nhà họ Vạn và khách nhà họ Sở. Tô Yên nói, nếu không phải anh ta có khuôn mặt ưa nhìn như vậy, lúc trước mình đã không khỏi chướng mắt. An Hinh khinh thường nói, Tô Yên, mình thích dáng vẻ này. Tô Yên cảm nhận được ớn lạnh sau lưng, nói thêm, nhưng không ai đẹp trai bằng chồng mình, chồng mình bỏ xa anh ta tận ba dãy phố thôi. Chồng mình không chỉ đẹp trai mà còn xuất sắc về mọi mặt. Một người đàn ông hết sức ưu tú, hào phóng từ trước tới giờ chưa từng biết bụng giả hẹp hòi là gì. Sau khi cô nói xong, Tô Yên quay đầu lại, Lục Cận Phong xuất hiện ở phía sau cô, cô thấy vậy giả bộ kinh ngạc, "Ông xã, sao anh lại đứng ở phía sau em?" Lục Cận Phong thấy dáng vẻ của cô trước mặt có chút quen thuộc. Anh nhớ rằng anh đã từng dùng thủ đoạn này với Tô Yên một lần. Anh dám cá rằng Tô Yên sẽ thay đổi lời nói ngay lập tức nếu biết anh đứng sau lưng mình. "Vợ khen anh rộng lượng, chưa bao giờ nhỏ nhen thì sao anh lại đi ghen được chứ?" Anh tình cờ đi ngang qua Lục Cận Phong cầm lấy một ly rượu, lịch sự dơ lên nói, em cùng An Hinh từ từ trò chuyện. Được rồi, Tô Yên cười híp mắt. Lục Cận Phong vừa đi, An Hinh ngay lập tức vỗ vỗ ngực, nguy hiểm quá, Tô Yên, thật may vì cậu phản ứng kịp thời. Cái đó chính là, Tô Thanh cười tự đắc, gậy ông đập lưng ông. An Hinh không hiểu ý của cậu là sao. Tương lai nếu cậu có bạn trai thì cậu sẽ hiểu được thôi. Vừa mới nói xong, Lý Văn ở đâu xông đến, Hinh Hinh hóa ra em ở đây. Nhìn thấy Lý Văn, sắc mặt An Hinh lập tức biến sắc xuống trầm trọng, tội yên, thất lễ rồi, mình phải đi vệ sinh. Ngay khi An Hinh rời đi, tội yên không khỏi tò mò hỏi Lý Văn, có chuyện gì xảy ra với cậu và cô ấy hả? À? Khi người ta theo đuổi người mình thích, ít ra mối quan hệ cũng phải tăng tiến ít nhiều, những đây thì không, Lý Văn theo đuổi An Hinh lâu như vậy, mà mối quan hệ chẳng tiến triển gì cả, có khi còn tồi tệ hơn cả hồi trước. Lý Văn gãi đầu, em làm sao hiểu được tâm tình phụ nữ được chứ, để hiểu được tâm tư của phụ nữ, như mà kim giới đáy bể vậy, em đã quan sát cô ấy rất kỹ lưỡng, làm thế nào đi chăng nữa thì cô gái này cũng tuyệt tình, cô ấy đúng là không có tình người. Cậu quan sát kiểu gì? Tô Yên càng thêm tò mò. Hôm trước bà dì của Hinh Hinh đến, cô ấy bị đau bụng. Em ngay lập tức lên trên Baidu để tìm cách đối phó với chuyện này. Rồi sau đó, em bảo cô ấy uống nhiều nước nóng tô yên trợn tròn mắt đúng đúng rồi biểu hiện của cô ấy giống hệt của chị bây giờ sau đó em nói nếu đau quá để em đi mua thuốc giảm đau cho cô ấy lại đuổi em đi lý văn rất phiền muộn chị ơi chị thấy đấy cô gái này rất khó dỗ tô yên cứng họng sao không mua thuốc cầm máu lý văn vỗ chán em hiểu rồi lẽ ra em nên mua thuốc cầm máu cảm ơn chị em đi ngay đây Tô Yên trợn to hai mắt nhìn Lý Văn vội vàng đi ra ngoài mua thuốc. Thằng nhóc này thật sự không còn thuốc chữa nữa. Thằng Nam mỗi năm đều có, nhưng riêng năm nay sao lại nhiều đến thế này? Tô Yên chưa kịp gọi Lý Văn trở về thì bóng người đã không hơi tâm tích rồi. Tô Yên lập tức vui mừng vì lục cận phong có chỉ số iq và iq cao. Nếu không, cô sớm đã hộc máu cơ tim rồi. Sau khi uống quá nhiều nước trái cây, Tô Yên cũng định đi vô phòng vệ sinh chỉ là cô không may mắn, sau khi đi qua sảnh phụ, cô tình cờ gặp được một người quen, là Tô Vân. Thật đúng là, vừa mới ra tù đã không an phận rồi, chưa gì đã lập tức tìm tới đây gây chuyện rồi. Tô Vân đang lén la lén lút, giống như đang định qua phòng nghỉ ngơi của cô dâu, hiện tại người được gả cho sở hướng nam là Vạn Linh San, vì vậy cô ta đã trở thành tình địch của Tô Vân. Tô Vân định mở cửa phòng đi vào, nhưng lại không thành công, sở hướng nam đột nhiên đi tới, Tô Vân quay lưng về phía Sở Hướng Nam, anh ta nhất thời chỉ thấy bóng lưng nên không nhận ra Tô Vân, hắn giọng hỏi, cô là bạn của Linh San hả? Tô Vân vừa nghe thấy giọng nói của Sở Hướng Nam, cô ta vô cùng phấn khích, tức thì quay người lại và nhìn chằm chằm Sở Hướng Nam trong đôi mắt đẫm lệ. Cậu Sở? Một tiếng cậu Sở này vang lên réo rắt, thê lương đến cảm động lòng người. Sao lại là cô chứ? Cô làm gì ở đây? Nhanh chóng đi ngay cho tôi, hôm nay là ngày trọng đại của tôi cô đừng tới làm phiền. Sắc mặt của sở hướng nam đột một thay đổi, cố gắng kéo Tô Vân ra, cô tính ở đây phá hôn lễ của tôi hả? Xem tôi xử lý cô thế nào? Tô Yên cũng chẳng muốn xen vô, cũng không có hứng thú xem cuộc vui, yên lặng bỏ đi. Trước khi bước lên hai bước, Tô Vân đột nhiên chạy về phía cô, khoác tay cô, hằn học nói với sở hướng nam, nếu anh cưới vạn linh san, thì em sẽ cùng Tô Yên nhảy xuống đây, có thể anh không quan tâm tới em, nhưng em không tin là anh sẽ bỏ Mặc Tô Yên như này. Tô Yên trợn to mắt ngạc nhiên. "Gì vậy, chuyện này làm gì liên quan đến cô?" Chương 262: Phụ nữ đừng bao giờ từ bỏ chính mình. Ban nãy Tô Yên còn muốn khen ngợi Tô Vân cuối cùng cũng không tới làm phiền cô nữa, tìm được đối thủ khác rồi, nhưng chẳng mấy chốc lại tới làm kiếm chuyện với cô. Tô Vân vác theo bụng bầu, lực của tay rất mạnh, túm lấy Tô Yên, không buông tay. Đúng lúc bọn họ đang đứng ở bên cạnh cầu thang, đây là tầng 3, cầu thang dạng xoắn, ba tầng lầu là rất cao, nếu ngã xuống, không chết cũng tàn tật. Tô Vân, cô đang lấy oán trả ơn tôi sao? Mới đưa cô ra được mấy ngày mà cô đã muốn kéo tôi chết theo sao? Trong lòng Tô Vân cũng rất sợ, cô ta không muốn bị ngồi tù một lần nữa, nhưng cô ta làm sao có thể chịu đựng được khi thấy Sở Hướng Nam lấy người khác chứ? Tô Yên, tôi xin lỗi, tôi cũng không còn cách nào khác. Chỉ giúp tôi lần này đi, ngăn cản anh ấy kết hôn với người khác, con tôi sắp chào đời rồi, không thể không có cha được." Tô Vân bật khóc nước nở, âm thanh nghe rất chua xót. Cô ta cũng từng là một cô chủ giàu khó cao quý, thu hút mọi ánh nhìn của mọi người, được người ta nâng niu trong lòng bàn tay, nhưng bây giờ, bị bắt vô tù, cuộc đời dính một vết như không thể rửa, bụng mang dạ chửa bị người ta vứt bỏ, cả một đời người như rơi xuống vực thẳm. Tiếng động ở bên này khiến tất cả mọi người ở trong đại sảnh chú ý, Lục Cận Phong nghe Tô Yên xảy ra chuyện, vội vàng chạy tới. Nhìn thấy Tô Yên và Tô Vân đứng ở bên cạnh cầu thang, lan can chỉ cao nửa mét, rất dễ rơi xuống, tim Lục Cận Phong như thắt lại, lớn tiếng quát Tô Vân, thả người ta. Tô Yên âm thầm lắc đầu với Lục Cận Phong, ra hiệu cho anh đừng đi qua. Ông cụ Lục cùng Hạ Phi và Tiểu Vũ cũng vội vàng đi tới. Mẹ, mẹ, Hạ Phi và Tiểu Vũ đều rất sợ, bọn họ sợ Tô Yên sẽ rơi xuống dưới. Tôi không muốn làm tổn thương Tô Yên, tôi chỉ muốn ngăn cản sở hướng Nam kết hôn với Vạn Linh San thôi. Tô Vân khóc lóc nói, sở hướng Nam, anh không thể nhẫn tâm tuyệt tình như vậy được, dù thế nào thì chúng ta đã là vợ chồng, em tự thấy bản thân mình, một lòng một giả với anh, không có chút dối trá. Cô dâu cũng nghe thấy tiếng động, bước ra khỏi phòng nghỉ ngơi, lời tố cáo này của Tô Vân, trực tiếp biến sở hướng nam thành một tên cặn bã, bỏ rơi vợ con, vì tương lai của bản thân, đi kết hôn với cô chủ của tập đoàn Vạn Thị. Sở hướng nam cảm thấy rất xấu hổ, không nén được tức giận, Vạn Linh San cũng rất tức giận. Vạn Linh San sách váy cưới lên, không chịu thua nói, tôi và hướng nam là thật lòng yêu nhau, cô và hướng nam đã là quá khứ rồi. Rốt cuộc là cô có biết xấu hổ không vậy, dám chạy tới đây làm loạn. Bị vạn linh san kích thích, cảm xúc của Tô Vân càng thêm kích động nói, là cô cướp chồng của tôi, nhìn cái bụng của cô đi, rồi lại nhìn bụng tôi này, cô dám nói hai người không qua lại với nhau từ trước rồi không? Cô mới là đồ không biết xấu hổ. Bụng của Vạn Linh San rất nổi bật, ít nhất cũng gần 4 tháng rồi, nếu như không phải qua lại với nhau từ trước, thì sẽ không nhanh như vậy. Các vị khách mời cũng đang bàn tán rất sôi nổi, chỉ chỉ trò trò, còn có một âm thanh loáng thoáng đang chửi rủa đồ đàn ông cặn bã. Sở hướng nam cũng không dám nhìn mọi người xung quanh nữa, cúi đầu, xấu hổ không dám lên tiếng. Hai người phụ nữ đang tức giận cãi nhau vì anh ta, với tư cách là nam chính, trái lại thì anh ta không dám nói một tiếng nào. Vợ chồng vạn thị rất thất vọng, liên tục lắc đầu. Bảo vệ người vợ của mình, bảo vệ người phụ nữ của chính mình, đó là trách nhiệm cơ bản nhất của một người đàn ông. Vạn Linh San tức giận, nắm tay sở hướng nam, hướng nam tổ chức cho tôi một lễ cưới hoành tráng, còn cô thì sao, chỉ là đồ chơi qua đường thôi, không nhất thiết phải gả cho hướng nam, rốt cuộc trong lòng hướng nam yêu ai, nhìn một cái chẳng phải là biết rồi sao. Cô buông tay ra, Tô Vân nhìn hai người tay nắm tay, không chịu được sự kích thích này, trực tiếp thả Tô Yên ra, chỉ vào Vạn Linh San, rồi đi tới kéo Vạn Linh San ra, muốn tách hai người ta, tôi không cho phép hai người ở bên nhau, không cho phép hai người kết hôn. Tô Yên an toàn rồi, Lục Cận Phong vội vàng bước đi qua, bảo vệ cô có bị thương không? Không có. Tô Yên không hề hoảng sợ, cô nghĩ rằng Tô Vân chỉ là đang giả vờ bắt cô làm con tin. Tô Vân và Vạn Linh San đánh nhau rồi, cả hai đang giật tóc nhau, cũng ăn ý không tấn công vào bụng của đối phương, dùng đầu của mình để đánh đối phương, có hơi giống hai con trâu đang hút nhau. Vợ chồng Vạn Thị không thể đứng yên xem được nữa, đúng là đánh nhau như mấy người phụ nữ đánh đá, không có chút phép tắc nào. Mau gọi bảo vệ tới ngăn hai người đó lại đi, thật là chẳng ra làm sao cả lực tấn công của hai người không hề yếu đợi sau khi bảo vệ tới tách hai người họ ra thì trên mặt của hai người đã toàn là vết thương rồi chiếc váy cưới mấy trăm vạn trên người vạn linh san cũng bị xé tơi tả hai người thở hồng hộc sau khi tách nhau ra vẫn còn đang chửi nhau tô vân cô là đồ không biết xấu hổ loại hồ ly cướp chồng của người khác vạn linh san cô mới là đồ không biết xấu hổ hướng nam không cần cô nữa rồi cô còn mặt dày mà tìm tới đây cô đúng là làm mất hết thể diện của phụ nữ rồi. Hai người, người tám lạng người nửa cân. Sở hướng nam kéo vạn linh san lại, bỏ đi, giờ lành sắp tới rồi, đừng tranh chấp với loại phụ nữ kém hiểu biết vậy nữa, đi thay quần áo trước đi. Nếu cứ tiếp tục gây náo loạn như vậy, sẽ rất xấu hổ cho cả hai bên. Nhà họ vạn và nhà họ sở cũng lần lượt tiếp đón các vị khách của nhà mình đến hội trường. Tô Vân bị bảo vệ ngăn lại, chỉ có thể đứng tại chỗ chửi rủa vài câu, cũng không còn cách nào khác, không thể ngăn cản cái đám cưới này. Cứ chửi liên tục như vậy, Tô Vân ngồi bệt xuống đất khóc nức nở. Sở Hướng Nam, anh đúng là đồ vong ân bội nghĩa, anh tuyệt đối sẽ chết không toàn thây. Dù có yêu đến mấy, thì lúc cực kỳ giận dữ, cũng khó tránh khỏi sẽ nói những lời lẽ cay độc. Tô Yên thở dài, đột nhiên cảm thấy Tô Vân cũng có chút đáng thương, đây không phải là rất đúng với câu nói, những người đáng thương ắt cũng có điều đáng hận sao? Vạn Linh san rời đi, Tô Vân chỉ tay về phía Tô Yên, "Chị đang rất vui đúng không? Thấy tôi bị người ta bỏ rơi, trong lòng chị đang rất đắc ý đúng không? Chị cũng đâu khá hơn là bao, tôi kéo cô muốn nhảy lầu như vậy mà hướng nam đâu để tâm đến chị, nghĩa là anh ấy cũng không yêu chị." Tô Yên, "Trong đầu của loại người này toàn bã đậu hay sao vậy? Logic gì đây?" Tô Yên bật cười trước suy nghĩ của Tô Vân, cô đúng là ngồi tù đến ngốc luôn rồi, "Tôi đã kết hôn với Lục Cận Phong rồi." tôi còn cần tên cặn bã sở hướng nam đó quan tâm đến tôi sao? Làm ơn đi, cô yêu thích anh ta, cũng đâu có nghĩa là anh ta thật sự là một chiếc bánh ngon đâu. Cái chỉ số IQ này, đúng là làm rung động lòng người. Tô Vân chừng mắt nhìn Tô Yên, bởi vì lục cận phong ở bên cạnh, nên cô ta không dám nói ra. Tô Yên nói, Tô Vân, nhìn dáng vẻ hiện tại của cô xem, nếu tôi là đàn ông, cũng chẳng nuốt nổi, không phải là sở hướng nam bỏ rơi cô, mà là cô đang từ bỏ chính mình. Nếu tôi là cô, tôi sẽ chăm sóc cho bản thân hơn, tắm rửa sạch sẽ, trang điểm lộng lẫy, giống như một nữ hoàng kiêu ngạo sống một cuộc sống cao sang, tìm một người tốt hơn sở hướng nam gấp trăm lần, sau đó vả vào mặt anh ta, khiến anh ta cảm thấy hối hận. Tô Vân kinh ngạc, sau đó nhìn về phía Lục Cận Phong, vậy nên chị mới tìm cậu cả Lục sao? Tô Yên nắm lấy Lục Cận Phong nói, sở hướng nam vốn dĩ đã không cùng đẳng cấp với chồng tôi, Đừng có lấy tôi với chồng tôi ra so sách một cách tầm thường như vậy, dễ hạ thấp đẳng cấp của chồng tôi lắm. Câu này khiến cho ai đó cảm thấy rất sung sướng. Khóe miệng Lục Cận Phong nhếch lên, "Yên Yên, mắt nhìn của em tốt đấy." "Đi thôi, Tô Yên kéo Lục Cận Phong đi, định đi vào hội trường." "A, à, sắp sinh rồi, sắp sinh rồi." Tô Vân hét lên, trên mặt đất một vũng nước tràn ra. Nước ối bị vỡ rồi hôm nay sở hướng nam thật sự là song hỷ lâm môn luôn, vừa cưới được vợ mới, vừa được thêm thằng con trai chào đời. Tô Yên, giúp tôi với, tôi sắp sinh rồi. Tô Vân hoảng sợ, đây là lần đầu tiên sinh con, không có kinh nghiệm, nhìn thấy nước ối vỡ rồi, nên rất hoảng sợ. Tô Yên cũng không thể không giúp, nói với Lục Cận Phong, giúp em đưa cô ta tới bệnh viện. Lục Cận Phong sẽ không bao giờ ôm người phụ nữ nào khác ngoài Tô Yên, gọi cuộc điện thoại, chưa đến một phút sau, hạ vũ và hà huy xuất hiện đại ca có chuyện gì vậy lục cận phong liếc nhìn tô vân đưa người này tới bệnh viện hạ vũ và hà huy cũng có chút ghét bỏ nhưng việc đại ca phân phó bọn họ chỉ có thể đưa người đến bệnh viện tô vân bị bế mang đi thế giới đột nhiên yên tĩnh trở lại rồi đám cưới diễn ra như thường lệ gần đến giờ lành tô yên đang nói chuyện cùng an hinh thì một bàn tay đột nhiên đặt trên vai cô tô yên quay đầu lại nhìn trên mặt lộ rõ sự ngạc nhiên. Chương 263: Sự cố khó xử trong buổi lễ kết hôn. Sự xuất hiện của Lâu Doanh thật sự khiến Tô Yên bất ngờ. "Không phải em đã đi Moscow rồi sao? Chuyến bay cất cánh lúc 8 giờ tối nay mà, bây giờ đáng lẽ em phải ở trên máy bay chứ, sao em lại ở đây?" Tô Yên vừa bất ngờ vừa vui mừng, cô thật sự không nỡ để Lâu Doanh và Bạch Phi Minh rời đi. Lâu Doanh thổi thổi tóc mái, Thở dốc nói, cũng không biết tên nhà giàu mới nổi nào đã bao hết tất cả các chuyến bay đi Moscow rồi, em không đi được nữa. Tô Yên ngạc nhiên, còn có chuyện này sao? Bạch Phi Minh hỏi, hôn lễ khi nào bắt đầu, sao không thấy vạn nhất? Sau khi được nhắc nhở, Tô Yên mới nhớ ra, hình như hôm nay đúng là cô không hề nhìn thấy vạn nhất. Có phải đang ở ngoài cửa đón tiếp khách khứa không? Không có, lâu doanh ngồi xuống, có phải là biết em đến nên cố tình trốn rồi không? mẹ, con biết cha nuôi đang ở đâu. giọng nói của Hạ Vũ Mặc vang lên. Lâu Doanh xoa tay, đang ở đâu? Hạ Vũ Mặc chỉ ngón tay, con vừa mới thấy ở nhà vệ sinh đấy. Lâu Doanh nở nụ cười xấu xa, nói với Tô Yên Chị, em đi nhà vệ sinh một chút. trong nhà vệ sinh, Vạn Nhất và Hạ Phi đang đứng ở máng tiểu, động tác của hai người giống nhau như đúc. Sau khi đi xong, rung một cái, kéo quần lên rồi rửa tay. lúc đứng ở bồn rửa tay. Hạ Phi nói một cách sâu xa, cha nuôi, đưa tiền bịt miệng đây. Tiền bịt miệng gì, vẻ mặt vạn nhất ngẩn ra. Hạ Phi phẩy phẩy vết nước trên tay, ham tiền cười nói, cha nuôi, cha giàu có như vậy, đừng có keo kiệt nữa, cha hào phóng đến mức mua hết tất cả các chuyến bay đi Moscow, chỉ chút tiền bịt miệng này, chỉ là số lẻ thôi mà. Vạn nhất vừa nghe thấy, vội vàng che miệng Hạ Phi lại, cẩn thận nhìn xung quanh, sợ bị người khác nghe thấy. Hạ Phi, sao con biết chuyện này? Hạ Phi cười chỉ chỉ vào lỗ tai, con nghe thấy cha gọi điện thoại. Lúc này vạn nhất mới phản ứng kịp, những lời Hạ Vũ Mặc và Hạ Phi nói ở trước cửa là gài bẫy anh ta. Muốn bao nhiêu, vạn nhất đầu hàng, 10 ngàn. Ít sáu con số không rồi, như vậy mới chứng tỏ cha nuôi không hẹp hỏi chứ. Vạn nhất, đúng rồi, con một phần, em trai một phần nữa. Hạ Phi vỗ vỗ vạn nhất với vẻ sâu xa, cha nuôi, của đi thay người, nếu để dì út biết cha gây trở ngại ở giữa khiến gì ấy không đi Moscow được, cha cũng biết hậu quả rồi đấy. Các người đúng là một đám quỷ hút máu, người lớn gạt tiền tôi, người nhỏ cũng gạt tiền tôi. Vạn nhất khóc không ra nước mắt, âm thầm thề lần sau làm việc phải sạch sẽ một chút, đừng có để lộ sơ hở. Vạn nhất chuyển ngay cho Hạ Phi tiền bịt miệng 6 số không ngay tại chỗ, 100 ngàn, lại còn tận hai phần, Hạ Phi nhìn thấy số dư tài khoản tăng lên 200 ngàn, cười híp mắt nói cảm ơn cha nuôi nhé. Nhận tiền rồi thì đừng có nói năng lung tung đấy, cha chỉ là không thích mụ phù thủy đó, không có ý gì khác đâu. Sao câu nói này nghe có vẻ giấu đầu lòi đuôi thế? Vạn lão nhị, con cũng đâu có nói cha có ý đồ với dị út đâu. Hạ Phi cười híp mắt, chẳng lẽ vạn lão nhị đã thật sự nhìn chúng dị út của con rồi sao? Cầm tiền rồi thì lật mặt, đến hai tiếng cha nuôi cũng không gọi nữa thật là quá thực dụng rồi. Vạn nhất khinh thường cười, sao cha có thể nhìn chúng mụ phù thủy đó chứ, cô ta gây ra nhiều phiền phức cho cha như vậy, đương nhiên cha sẽ không để cô ta được yên ổn rồi. Hạ Phi giơ ngón tay cái lên, cha cứ tùy ý. Bắt chẹt được một khoản, Hạ Phi hài lòng đi ra ngoài. Trùng hợp thay, ở trước cửa nhà vệ sinh, Hạ Phi nhìn thấy Lâu Doanh đang đi về phía bên này. Lâu Doanh cũng nhìn thấy Hạ Phi, Hạ Phi, còn có nhìn thấy tên vạn nhất chết tiệt không? Đang ở bên trong đấy, Hạ Phi rất không phúc hậu, trực tiếp bán đứng vạn nhất. Được, thật sự còn ở bên trong cơ đấy, lâu doanh sắn ống tay áo lên, đi vào. Đó là nhà vệ sinh nam đấy. Cha nuôi, cha tự mình cầu phúc đi. Hạ Phi đi ra sảnh hôn lễ, Hạ Vũ mặc đang đợi ở trước cửa. Anh hai, có lấy được tiền bịt miệng chưa? Hạ Phi mặt không đỏ tim không đập nói, lấy rồi, 10 ngàn, đã nói là chia mỗi người một nửa, trở về anh cho em 5 ngàn. Chỉ có 10 ngàn à, sao ít vậy? Gần đây vạn lão nhị rất nghèo, em trai, chúng ta phải thông cảm cho người khác, không thể lòng tham không đáy. Hạ vũ mặc miễn cưỡng tiếp nhận, vậy được rồi, anh hai, trở về nhớ đưa tiền cho em đấy. Yên tâm đi, anh là anh ruột của em, sao có thể lừa tiền của em chứ? Hai anh em sóng vai nhau đi vào trong. Chuyện này nói với chúng ta rằng, bạn sẽ không bao giờ biết người trung gian của bạn đã ăn chặn bao nhiêu tiền của bạn. Hôn lễ đã bắt đầu. Người chủ trì đứng trên sân khấu nói một lượt, chú rể bước vào hội trường trước, còn cô dâu đã thay bộ váy cưới khác. Lúc người chủ trì nói, xin mời cô dâu xinh đẹp nhất hôm nay bước vào hội trường, cửa lớn mở ra, Vạn Linh San mặc bộ váy cưới màu trắng bước vào hội trường tổ chức hôn lễ. Lúc không la lối om sòm, Vạn Linh San vẫn khá xinh đẹp lục cận phong nắm chặt tay tô yên anh thấy cô nhìn chằm chằm cô dâu tưởng rằng cô cũng muốn mặc váy cưới nên nói bên tai cô yên yên những gì nên cho em anh sẽ không thiếu một thứ đối với người mình yêu sâu đậm luôn sợ mình cho ít hơn chứ đâu sợ cho đi nhiều hơn tô yên lập tức hiểu ý của lục cận phong trong lòng cô cảm động đợi sinh đứa nhỏ ra rồi nói nếu không dáng vẻ này của em xấu lắm bụng cũng đã to lên rồi trần tú anh lại chưa xuất viện đợi Trần Tú Anh xuất viện rồi mới có thể chuẩn bị hôn lễ, cũng phải vài tháng nữa, đến lúc đó bụng cô cũng đã 6-7 tháng rồi, lễ nghi trong hôn lễ lại dườm già, rất mệt mỏi. Trong mắt anh, lúc nào em cũng đẹp cả. Tối nay mấy lời thả thính đang xêu à, sao miệng anh lại ngọt thế? Hai người kề tai thì thầm, thật sự là khiến người bên cạnh ghen tị. An Hinh ngồi ở hàng ghế sau nhìn thấy cũng thật muốn yêu đương, lẩm bẩm nói, bạch mã hoàng tử của mình khi nào mới xuất hiện đây vừa dứt lời lý văn chạy qua vèo một cái ngồi xuống bên cạnh an hinh hình hình anh mua về cho em rồi này an hinh nhìn thấy lý văn đột nhiên xuất hiện tâm trạng đang tốt bỗng chốc biến mất nếu lý văn chính là bạch mã hoàng tử của cô vậy cô thả xuất ra làm đi cô còn hơn tôi đâu có bảo anh mua gì anh mua cái gì rồi lý văn hùng hùng hổ hổ mua thuốc cầm máu ở bên ngoài về có bọc đen đựng lại đưa cho an hinh em mau uống đi uống rồi sẽ ổn thôi an hinh nghi hoặc mở túi xốp ra nhìn thấy ba chữ thuốc cầm máu trên hộp tức đến nhét lại hộp thuốc cho lý văn anh có bệnh à lần này đâu có mua sai sao lại tức giận rồi lý văn không hiểu anh đúng là đồ thiểu năng có ai đến tháng mà uống thuốc cầm máu chứ an hinh vội vàng đổi chỗ đừng có nói là anh quen biết tôi thật là mất mặt mà lưu tuyết làm ở bàn bên cạnh nhìn thấy con trai nhà mình gặp khó khăn đi qua con trai con lại chọc giận an hinh rồi còn đâu biết tại sao cô ấy lại tức giận, phụ nữ thời nay thật là khó hầu hạ. Lý Văn nản trí, cô ấy đến tháng, nói là bụng đau, còn mua thuốc giảm đau không được, mua thuốc cầm máu cũng không được, rốt cuộc là cô ấy muốn thế nào chứ? Lưu Tuyết Lam vừa nghe thấy, rồi nhìn hộp thuốc một cái, cũng suýt nữa đã tức đến nôn máu, hận không thể rèn sắt thành thép, sao mẹ lại sinh ra một đứa thiểu năng như vậy chứ? Mẹ, sao vậy, có gì không đúng sao? Là chị nói với con vậy mà, Câu nói nguyên văn của chị con là gì? Lý Văn học theo dáng vẻ và giọng điệu lúc đó của Tô Yên nói chị nói thế này này, sao cậu không đi mua thuốc cầm máu đi? Sau đó thì con đã đi mua thuốc. Lưu Tuyết Lam, đứa con trai ngu ngốc này đến lời nói mát cũng nghe không ra. Mẹ, mẹ chỉ con một chiêu nào? Nếu không mẹ sẽ không có con dâu đấy. Lưu Tuyết Lam hỏi, con theo đuổi mấy cô bạn gái trước kia của con thế nào? Mấy cô đó cần gì con theo đuổi? Với sức hút của con trai mẹ, toàn là do người khác theo đuổi con không đấy chứ." Lý Văn nói đến thời vẻ vang trước đây, tỏ vẻ vô cùng hớn hở. Lưu Tuyết Lam tạt một gáo nước lạnh, "Bọn họ không phải nhìn chúng sức hút của con, mà là nhìn chúng cha con." Ý của Lưu Tuyết Lam là nhìn chúng tiền của Lý Mục Sinh, có một ông cha giàu có, cho dù Lý Văn có giống thần trung quỷ thì cũng sẽ có phụ nữ theo. Lý Văn kêu lên một tiếng, "Bọn họ muốn làm mẹ kế của con sao?" Lưu Tuyết Lam giơ tay muốn đánh người, sao mẹ lại sinh ra một đứa con ngu ngốc như vậy chứ? Giả vờ đánh vài cái, Lưu Tuyết Lam không quan tâm nữa, bà cảm thấy thật vô vọng với việc tìm con dâu ôm cháu chắt, bà vẫn là đi tìm chồng bà thôi. Lý Mộc Sinh thấy vợ mình tức tối, sau khi biết được sự việc, cũng suýt chút nữa đã đi đánh con trai. Hôn lễ vẫn đang tiếp tục, sở hướng nam cầm nhẫn trong tay, đi về phía vạn linh san, lúc quỳ một chân xuống, đột nhiên vang lên tiếng rẹt rẹt. Quần của Sở Hướng Nam rách rồi. Tiếng rách đó vô cùng rõ ràng, đúng quần bị thủng một lỗ lớn, quần trong có màu gì đều bị nhìn thấy hết. Cả hội trường im lặng, hai giây sau, khách khứa cùng nhau cười phá lên. Chương 264, khiếu thẩm mỹ của Vạn Nhất. Chuyện này thật sự khiến người khác không lường trước được. Sở Hướng Nam hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào, chuyện này thật sự là vô cùng nhục nhã. Trong hôn lễ của bản thân mà lại bị rách quần chuyện này chắc chắn có thể lên hot search, hơn nữa còn là vết nhơ trong cả cuộc đời anh ta. Sở hướng nam mau chóng đứng dậy, kẹp chặt quần lại, hai tay che lỗ thủng trên quần. Người chủ trì đã dẫn dắt nhiều hôn lễ như vậy, nhưng chưa từng gặp phải chuyện thế này, trong một lúc anh ta cũng không biết nên nói gì. Nghe thấy khách khứa phía dưới sân khấu cười phá lên, Vạn Linh San cũng cảm thấy rất mất mặt, gương mặt đỏ bừng như màu gan heo. Tô Yên ở dưới sân khấu không nhịn được, ôm bụng cười lớn, nhìn thấy bạn trai cố gặp họa trong lòng cô đương nhiên là sảng khoái rồi hạ vũ mặc hỏi mẹ rất vui sao vui nước mắt tô yên cũng sắp chảy ra rồi đôi mắt nhỏ bé của hạ vũ mặc có chút xấu xa mẹ con còn có thể khiến mẹ vui hơn nữa con có ý gì tô yên nhất thời chưa phản ứng kịp trên sân khấu lại xảy ra chuyện khác vạn linh san vừa đi về phía sở hướng nam dây kéo váy cưới đột nhiên đứt ra dưới sự ngạc nhiên của mọi người Váy cưới tuột xuống, trên cơ thể của Vạn Linh San bỗng chốc chỉ còn lại bộ đồ lót bên trong. A! À, Vạn Linh San hét lên một tiếng, hoảng loạn đi nhặt váy cưới. Sở Hướng Nam cũng đi đến giúp đỡ nhặt, nhưng vừa bước chân ra, rẹt một tiếng, đúng quần càng rách dữ dội hơn, mà anh ta lại không cẩn thận đạp vào gấu váy cưới. Vạn Linh San đang nhấc váy cưới hoảng loạn muốn rời khỏi sân khấu, vừa bước ra một bước thì đã bị vấp ngã, cú ngã này vừa hay ngã ngay bên cạnh Sở Hướng Nam hiện trường hôn lễ hỗn loạn rồi hôn lễ nhận được nhiều sự chú ý này đã mời không ít phương tiện truyền thông đến chụp hình máy chụp hình không ngừng được ấn màn chập vang lên tiếng lách tách lách tách vẻ mặt hoang mang hoảng loạn của sở hướng nam và vạn linh san đều có thể trở thành nghiêm rồi hai vợ chồng vạn thị che mặt hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào nhà họ sở cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu ai ai cũng không có sắc mặt tốt một hôn lễ đang đàng hoàng tự nhiên lại trở thành trò cười cuối cùng vẫn là phù dâu và phù rể mau chóng đưa sở hướng nam và vạn linh san vào phòng thay đồ trước. Lúc này Tô Yên mới phản ứng kịp, cô nhìn Hạ Phi và Hạ Vũ mặc đè thấp giọng hỏi có phải là do hai anh em các con dở trò không? Nếu không thì sao lại trùng hợp đến mức quần áo của cả hai người đều bị hỏng chứ? Hạ Vũ mặc hừ hừ nói, lúc nãy mẹ rơi vào nguy hiểm đều là tại chú xấu xa đó, lần trước gì xấu xa đó cũng nói năng lỗ mãng với mẹ, con là thay mẹ dạy dỗ họ một trận thôi, Hạ Phi nói, con canh chừng, em trai ra tay. Hai anh em cũng thật là phối hợp ăn ý. Tô Yên, Lục Cận Phong. Hạ Vũ Mặc đột nhiên ngoan như cục cưng, xấu hổ nói, "Mẹ, mẹ sẽ không giận tiểu Vũ chứ?" Lục Cận Phong ôm Hạ Vũ Mặc lên đùi mình, "Con trai, con làm tốt lắm. Nếu không phải là vì tuổi tác không cho phép anh làm ra những trò đùa như trẻ nhỏ, anh cũng sẽ làm như vậy." Đột nhiên Lục Cận Phong cảm khái Thế giới của người trưởng thành thật là không dễ dàng, phải học cách kiềm chế cảm xúc, suy xét đến cái lợi và cái hại. Tô Yên liếc Lục Cận Phong một cái, làm gì có ai dạy con như anh. Tô Yên kéo Hạ Phi đến bên cạnh mình, "Con trai, sau này mấy việc như canh chừng con có thể giao cho cha con làm, con là niềm hy vọng của mẹ, mẹ hy vọng con có thể trở thành một người đàn ông lịch sự ga lăng, đừng học theo mấy trò lưu manh của cha và em trai con." Tô Yên đã được lĩnh giáo qua mấy trò nghịch ngợm của Hạ Vũ mặc rồi không dễ gì Hạ Phi mới đang phát triển theo hướng lịch sự, cô không thể để cậu bị dậy hư được. Hạ Phi gật đầu, mẹ, con biết rồi. Hạ Vũ mặc rào mồm, đó là sự bướng bỉnh cuối cùng của cậu rồi. Tô Yên nhìn qua một cái, Hạ Vũ mặc lập tức vùi vào lòng Lục Cận Phong, cha, sau này con phải bám lấy cha rồi. Lục Cận Phong khẽ ho một tiếng, tiểu Vũ à, con phải nhìn cho rõ địa vị của cha con trong nhà chúng ta. Bám vào cha cũng vô dụng, địa vị của anh là đếm ngược từ dưới lên. Tô Yên dạy con trai lớn xong, bắt đầu dạy con trai nhỏ có để lại sơ hở không? Tô Yên cảm thấy thói quen thích đùa giỡn người khác của Hạ Vũ Mặc vẫn phải kiềm chế một chút. Tuyệt đối không có, Hạ Vũ Mặc đắc ý nói, con đã bảo anh dụ mọi người đi ra ngoài hết rồi, không có ai nhìn thấy cả, mẹ, mẹ yên tâm đi. Vậy còn tạm được, Tô Yên nói, lần sau có làm chuyện thế này nữa thì dẫn mẹ theo, chuyện vui thế nào sao có thể không dẫn theo mẹ chứ? Lục Cận Phong và Hạ Vũ mặc suýt nữa đã rớt cầm xuống. An Hinh ngồi ở đằng sau không nghe nổi nữa, có ai mà chọc vào nhà này thì thật sự phải tự mình cầu phúc rồi. Cô ấy còn tưởng rằng Tô Yên sẽ thật sự dạy dỗ hai đứa nhỏ, thế mà nói cả nửa ngày trời là vì không đưa cô theo cùng. Hạ Vũ mặc lập tức đổi phe, nhào vào lòng Tô Yên, mẹ, lần sau con nhất định sẽ dẫn mẹ theo, đợi em gái ra đời rồi, con sẽ dẫn theo em gái xốc lòng làm những đứa quỷ nhỏ đây là muốn đưa cả nhà đi lên đỉnh cao cuộc sống sao lục cận phong dùng mình vội nói con trai con đừng hại đời em gái cha chỉ muốn bồi dưỡng em gái con thành một cô gái có tài có tri thức hiểu lễ nghĩa làm một thục nữ xinh đẹp nhã nhận như công chúa tô yên cũng nói tiểu vũ con vẫn là tiếp tục làm hại anh con đi hạ phi không phải vừa nói cậu mới là hy vọng của mẹ sao hạ vũ mặc nói cả nửa ngày cha và mẹ chẳng có yêu cầu gì với cậu thực ra yêu cầu lớn nhất của cha mẹ đối với con cái chính là khỏe mạnh và vui vẻ hôn lễ tạm dừng nửa tiếng vợ chồng vạn thị bảo mọi người ăn đồ ăn trước tô yên cũng đói rồi thấy mọi người đã bắt đầu nhấc đũa lên cô cũng không khách sáo mà bắt đầu ăn đang ăn thì lâu doanh đến tinh thần lâu doanh thoải mái ngồi xuống giành lấy một cái đùi gà trước món này không tệ tâm trạng lâu doanh rất tốt tô yên tò mò hỏi thắng được một ván rồi hà lâu doanh liếc về cửa ra vào một cái hả giận vạn nhất cúi đầu đi vào anh ta cũng ngồi xuống cùng một bàn vẫn luôn cúi đầu lục cận phong nhìn mặt vạn nhất cậu cứ cúi đầu làm gì vậy trên mặt có gì sao vạn nhất che che đậy đậy hạ vũ mặc ngồi xổm xuống nhìn hét to lên cha nuôi mắt cha sao vậy không che được nữa vạn nhất đành ngẩng đầu Mắt trái đã biến thành mắt gấu trúc. Tô Yên không nhịn được mà bật cười, cô lại nhìn Lâu Doanh, đột nhiên hiểu ra, em ra tay có phải là hơi nặng quá rồi không? Đây thật sự chỉ là ngoài ý muốn. Lâu Doanh gây sự với Vạn Nhất nhiều lần như vậy, chưa lần nào thành công, lúc nãy cô ấy tức quá nên mới giơ nắm đấm lên, thế mà Vạn Nhất lại không né, không phải do cô ấy kịp thời thu lại chút sức lực, mắt anh ta không chỉ biến thành mắt gấu trúc đâu, có khi mù luôn cũng nên vạn nhất sờ sờ mắt mình có hơi sưng tầm nhìn cũng hơi mờ lần này xem như không ai nợ ai nữa sau này cô còn gây sự với tôi nữa thì tôi sẽ không nhường cô đâu lâu doanh cắn một miếng đùi gà ai cần anh nhường chứ không phục phải không hay là để tôi giúp anh có đủ một đôi mắt gấu trúc cho cân xứng nhé vạn nhất vội vàng che con mắt bên kia lại cô xem cô đi con gái con lứa sao mà thô lỗ như vậy chứ không có chút dáng vẻ của con gái gì cả đáng đời cô không gả đi được bỏ qua vẻ ngoài của lâu doanh thì cô ấy không hề có điểm nào phù hợp với khiếu thẩm mỹ của vạn nhất cả anh ta thích một cô gái yếu đuối mỏng manh như nước lại hiểu lòng người còn lâu doanh thì hoàn toàn ngược lại quá cứng rắn không hề giống một cô gái cả người giống như có gai lại còn là một thùng thuốc nổ đốt một cái là cháy ngay là loại là vạn nhất không thích nhất không hề có chút nữ tính không biết làm nũng như những cô gái khác lâu doanh biết đánh đánh giết giết khi đau khi bị thương cũng sẽ không khóc, trên người còn có sự kiên cường bất khuất. Kiểu phụ nữ như vậy, thích hợp làm bạn bè vọng sự, nhưng làm vợ thì không được. Chương 265, nghi thức nhận tổ quy tông. Lời của Vạn Nhất lại chọc cho Lâu Doanh nổi cơn thịnh nộ, cô ấy cắn răng nói, "Bà đây có gả đi được hay không liên quan gì đến anh, nhà anh ở bờ biển hay sao, quản rộng như vậy." Vạn Nhất xoa xoa mắt, dưới uy quyền của Lâu Doanh, anh ta cũng không dám nói gì nữa mấy người tôi yên ngồi ở bên cạnh cũng không dám lên tiếng để tránh bị vạ lây nửa tiếng đồng hồ sau hôn lễ lại tiếp tục lần nữa lần này không xảy ra tình huống gì nữa nhưng mặt mũi thì cũng đã mất hết rồi sau khi nghi thức hôn lễ kết thúc vạn linh san trở vào với lý do cơ thể không được khỏe sở hướng nam ở lại tiếp đón khách khứa tôi yên tò mò hỏi vạn nhất nhà họ vạn các anh sao lại nhìn chúng sở hướng nam làm con rể vậy nhân cách của sở hướng nam không cần cô phải nói chắc hẳn nhà họ vạn cũng hiểu rõ vạn nhất liếc nhìn sở hướng nam đang đứng sau lưng hai vợ chồng vạn thị giả vờ hiếu thuận nói vạn linh van sống chết muốn gả đâu còn cách nào khác sở hướng nam chẳng qua là mượn hào quang của nhà họ vạn để đứng vững ở nhà họ sở mà nếu anh ta có chỗ đứng thì cũng là cục diện hai bên cùng thắng nhà họ sở cũng là gia đình giàu có hàng đầu ở đế đô từ trước đến giờ, các gia tộc giàu có liên hôn đều không chỉ vì tình cảm của con cái hai bên. Lâu doanh đột nhiên nói một câu, người càng có tiền thì càng giả tạo, giả vờ ra vẻ đạo mạo, bà đây xem thường nhất là kiểu liên hôn vì gia cảnh của đối phương. Vạn nhất oán giận nói một câu, à, cô lâu cứ yên tâm, chuyện này sẽ không rơi lên người cô đâu, kiểu như cô cũng sẽ không có gia tộc giàu có nào đồng ý cưới về làm dâu đâu. Bà đây mới không thèm vạn nhất phong độ người người nửa nụ cười, không ăn được nho thì chê nho chua, tôi hiểu mà. Vạn nhất chết tiệt, anh cố tình chứ gì, lâu doanh sắn tay áo. Vạn nhất rất thích nhìn thấy dáng vẻ xù lông lên của lâu doanh, rất có cảm giác thành tựu. Tô Yên vội nói, lâu doanh, ăn đùi gà đi, ăn nhiều một chút, món canh này cũng không tệ này. Có cho người ta yên ổn ăn bữa cơm không vậy? Chị, nể mặt chị, em sẽ không so đo với người nào đó. Lâu Doanh dập lửa, tiếp tục ăn đồ của mình. Lâu Doanh ăn xong, Tô Yên cũng đã ăn đến lưng chừng, hai người trở về trước. Lục Cận Phong và mấy người bạn quen thân tiếp tục uống rượu. Còn Hạ Phi và Hạ Vũ mặc được ông cụ Lục đưa về nhà cũ. Khi trở về biệt thự Nam Sơn, Lâu Doanh hỏi, chị, có rượu không? Trong hôn lễ, Lâu Doanh không hề uống ngụm rượu nào, trở về nhà lại muốn uống, tôi yên ngạc nhiên, tâm trạng em không tốt à? Lúc Tô Yên nói thì nhìn Bạch Phi Minh một cái, Bạch Phi Minh nhún vai, tỏ vẻ mình cũng không biết Lâu Doanh bị gì. "Không, chỉ là muốn uống một chút thôi." Lâu Doanh nói, "Anh rể nhất định là có cất giấu đồ quý, chị, lấy vài bình ra cho em thử đi." "Được, để chị đi lấy." Tô Yên đương nhiên sẽ không keo kiệt. Từ khi Lâu Doanh nói muốn rời đi, Tô Yên đã cảm thấy cô ấy không bình thường. Trực giác mách bảo cô rằng có lẽ Lâu Doanh biết chuyện gì đó, trên đời này không có bức tường nào không lọt gió cả. Tô Yên lấy rượu ra, hỏi có cần chị uống với em không. Lâu Doanh phất tay, thôi khỏi đi, chị đang mang thai, ngủ sớm chút đi, Phi Minh ở cùng em là được. Bạch Phi Minh cũng nói, tôi ở cùng cô ấy là được rồi. Vậy được rồi, chị đi nghỉ trước đây. Tô Yên trở về phòng mới nhớ cả ngày hôm nay chưa nhìn thấy Tô Duy. Từ sau khi Tô Duy vô tội được phóng thích, thì dường như cậu ta đã trở thành một người khác, im lặng hơn rất nhiều. Tô Yên gọi điện thoại, Tô Duy ở bên kia cũng hơi ngà ngà say chị, em đang ở ngoài uống rượu với bạn, về trễ chút. Tô Duy nói xong thì cúp điện thoại, Tô Yên còn chưa kịp nói chứ nào. Tô Yên lẩm bẩm, gần đây hai người này sao vậy, thật kỳ lạ. Sau khi Tô Yên tắm rửa xong, muốn đi xem lâu doanh một chút, khi đứng ở đầu cầu thang, đúng lúc nghe thấy Bạch Phi Minh nói, hay là cậu đi gặp một lần đi. Đại ca lệ bảo người bên trong truyền tin ra rằng muốn gặp cậu với Tô Duy một lần. Lâu Doanh đã uống đến hơi say, không đi, tớ sợ tớ sẽ không kìm chế được mà ra tay, đến lúc đó phải mang tội danh giết cha ruột. Tim Tô Yên siết chặt lại, quả nhiên là Lâu Doanh đã biết rồi. Lúc này, Tô Yên cũng không đắn đo việc Lâu Doanh biết từ khi nào nữa, chuyện của Lệ Quốc Minh đè nặng lên tim Lâu Doanh như một tảng đá, có lẽ đây mới là nguyên nhân thật sự cô ấy muốn rời đi. Tô Yên không đi qua đó, Lâu Doanh không muốn để cô biết, vậy thì cô sẽ giả vờ không biết. Đêm nay, cô cũng không biết Lâu Doanh uống bao nhiêu, chỉ biết là cô ấy uống đến sau nửa đêm mới ngủ. Lục Cận Phong và Tô Duy cùng nhau trở về, cả hai đều đã uống không ít, cả người đầy mùi rượu. Tô Yên bịt mũi đẩy nhẹ Lục Cận Phong một cái, "Hôi chết đi được, mau đi tắm đi." Đàn ông là phải có chút mùi mới gọi là nam tính, "Bà xã, cho anh ôm chút nào." Lục Cận Phong say rồi, làm nũng như một đứa trẻ, hai tay ôm lấy eo của Tô Yên, "Nào, để anh nghe xem con gái anh đang làm gì." "Trễ vậy rồi, con gái anh đã ngủ rồi." Tô Yên dở khóc dở cười, "Mau đi tắm đi, nếu không thì thay quần áo ra, con gái anh sắp ngạt chết rồi." "Không tắm, không thay, anh cứ ôm em như vậy đấy, để con gái của chúng ta nhớ được hương vị của cha chúng nó." "Anh không sợ sau này con gái anh sẽ không gần gũi với anh sao?" con gái anh, sau này chắc chắn sẽ thân thiết với anh. Lục Cận Phong ôm Tô Yên cỏ cỏ, dây trước còn đang nói chuyện, dây sau đã ngủ mất rồi. Tô Yên, cô lay lay anh, nhưng vẫn không thể lay tỉnh anh. Người say rượu rất nặng, cuối cùng Tô Yên vẫn phải tìm người làm giúp đỡ mới có thể đưa Lục Cận Phong lên giường. Một nhà, ba con quỷ say rượu. Ba người này, đây là lần đầu tiên thấy họ uống say. Ngày hôm sau mùng chín là ngày để Hạ Phi và Hạ Vũ mặc vào gia phả, nhận tổ quy tông. Dù tối hôm qua Lục cận phong say bí tỉ, nhưng sáng sớm anh đã dậy rồi, đã thông báo cho các chi khác của nhà họ Lục. Hàng trăm người đều đã đến nhà thờ tổ. Ông cụ Lục đã đưa Hạ Phi và Hạ Vũ mặc qua đó trước rồi. Trong làn hương khói, ba vái chín lạy, lễ nghi dườm tà. Tô Yên chỉ nghe thôi đã cảm thấy mệt muốn chết rồi. Tô Yên và Lục cận phong mặc đồ trang trọng lúc hai người đến nhà tờ tổ gần như cả nhà họ lục đã đến đông đủ đến hai cha con lục thừa mẫn và lục gia hành cũng được mời đến hai người họ đã bị đuổi đi nhưng tên thì vẫn còn trong gia phả hạ phi và hạ vũ mặc mặc tây trang đeo cà vạt vừa đẹp trai vừa đáng yêu dễ thương chết người người nhà họ lục ai ai cũng khen khen là giống như lục cận phong lúc nhỏ quả thật là phiên bản thu nhỏ của lục cận phong với vẻ ngoài thế này đã có thể chặn miệng không ít người cũng đỡ phải làm giám định cha con. Trước đó ông cụ lục đã cho người dạy Hạ Phi và Hạ Vũ mặc quy trình lên gia phả. Trong nhà thờ tổ trang nghiêm, vào giây phút nghi thức bắt đầu, trên mặt mọi người đều mang vẻ nghiêm túc. Tô Yên là mẹ của hai đứa nhỏ, nhìn thấy Hạ Phi và Hạ Vũ mặc quỳ trên đệm mềm, được người được tôn kính nhất nhà họ lục ghi tên lên gia phả, vào giây phút đặt bút xuống, cô cảm thấy vui mừng, cũng cảm thấy vui cho hai đứa nhỏ. Trôi giạt ở bên ngoài nhiều năm, cuối cùng cũng có thể nhận tổ quy tông rồi. Con của cô sẽ không còn là con hoang không có cha nữa, cũng sẽ không còn bị kỳ thị nữa. Hạ Phi, Hạ Vũ Mặc cũng sẽ được gọi là Lục Cảnh Phi, Lục Cảnh Mặc. Tô Yên vẫn quen với cái tên Hạ Phi và Hạ Vũ Mặc hơn, nên hai cái tên này vẫn giữ lại, trở thành nhũ danh. Nghi thức tiếp tục bước tiếp theo, điện thoại trong tay Tô Yên vang lên, là số điện thoại lạ, không có mã vùng, cô đi xa một chút rồi nghe máy alo, ai vậy? Tô Yên, cô hãy trân trọng những gì đang có, bởi vì không bao lâu nữa, cô sẽ mất đi tất cả. Chương 266, Tô Yên tới ngày sinh nở. Tô Yên cảm thấy lúng túng khi nghe thấy lời nói của đối phương, chỉ dựa vào giọng nói thì cô không thể biết người kia là ai. Nhưng không có mấy người có thể đe dọa được cô, rõ ràng người này là một người không hề đơn giản. Tô Yên cười lạnh, mạnh miệng thì ai chẳng làm được, trước giờ Tô Yên tôi không ưa kiểu người nói xấu sau lưng người khác có bản lĩnh thì ra mặt nói thẳng. Người ở đầu dây điện thoại bên kia vô cùng tức giận, giọng nói càng thêm độc địa, Tô Yên, cô đừng vội đắc ý, cô gây rắc rối cho tôi, cứ chờ đấy, tôi nhất định sẽ trả lại cho cô. Trong lúc nghe điện thoại, Tô Yên vô tình nhìn thấy Hạ Huy, cô bèn ra hiệu bằng tay cho anh ta, ý bảo anh ta lập tức điều tra số điện thoại lạ này cho mình. Hạ Huy giỏi nhất là tìm tung tích người khác. Đam Mỹ Hải nuôi anh ta tốn cơm thì đương nhiên phải có ích gì đó. Tô Yên và Hạ Huy ra hiệu ngầm cho nhau, cô định kéo dài thời gian với đối phương, trong khoảng thời gian đó thì Hạ Huy sẽ giúp cô truy tìm nguồn gốc của số điện thoại này. Tô Yên không đoán ra được đối phương là ai, giọng nói của người đó đã bị chỉnh sửa tinh vi, không rõ nam hay nữ. Tô Yên cố ý chọc tức đối phương, hai, tôi đây lại sợ quá cơ, nhưng ai bảo tôi số tốt, có một người chồng yêu thương tôi hết mực, Lúc nào cũng mua trang sức hàng hiệu đắt tiền tặng tôi, lại còn rất quấn quýt bên cạnh tôi, phiền muốn chết, anh ấy còn nói muốn mua tặng tôi một ngôi sao riêng, đặt tên cho nó bằng tên của tôi nữa chứ, cuối cùng tôi cũng chỉ đành miễn cưỡng nhận nó. Tô Yên, con ả à đáng ghét này, người ở đầu dây bên kia trở nên vô cùng kích động, tao nhất định sẽ khiến mày phải trả giá. Tô Yên càng khiêu khích hơn, tôi đây luôn sẵn lòng chờ đợi, gọi điện thoại uy hiếp người khác, chiêu này chẳng có chút tác dụng nào lúc chị gái cô còn sống cô ta độc ác ngang ngược hơn cô nhiều à đúng rồi cô nên mài rũa sức chịu đựng của mình cao một chút ngộ nhỡ nghĩ không thông lại tự sát thì đừng trách tôi nha nói xong đầu dây bên kia lập tức dập máy tô yên nhìn chằm chằm vào điện thoại sức chịu đựng gì mà có chút xíu vậy vừa rồi tô yên chỉ thử hỏi dò một chút thật ra cô không biết đối phương là ai có thể đó là một kẻ tới gây chuyện khả năng cao chính là tần nhã hân Lần này cô lại càng khẳng định được đối phương chính là Tần Nhã Hân. Tô Yên hỏi Hạ Huy, tìm thấy thông tin gì chưa? Chị dâu, tìm thấy rồi. Hạ Huy nói, tín hiệu cuộc gọi tới từ một thị trấn nhỏ ở nước M. Người này không ở Đế Đô, cũng không ở nước G, sao lại chạy tới nước M nhỉ? Tô Yên tự lẩm bẩm hỏi, địa sát có chi nhánh ở nước M sao? Cơ nghiệp chính của địa sát nằm ở nước M. Hạ Huy hỏi, chị dâu, chị hỏi mấy cái này làm gì? tiện nên hỏi thôi, Tô Yên nói, ám giả của chúng ta không làm ăn ở nước M à. Có chứ, hai năm trước đích thân xếp tới đó thu mua lại mấy tuyến đường vận chuyển, cứ từ bên chúng ta tới đều phải bỏ ra mấy cọng lông. Nước M là trung tâm giao thông vận tải lớn nhất, chỉ cần nắm được một đường dây vận chuyển thôi là đủ sung túc cả đời, mọi người còn thu được mấy đường lận, dầu vậy. Này cũng không thua kém gì so với tần chấn lâm có tận mấy mỏ dầu lẫn mỏ vàng bên nước ngoài. Hạ Huy cười đáp, xếp tôi giỏi giang có con mắt tinh đời lại khéo léo, cơ mà lúc đầu để có được mấy đường dây vận chuyển đó cũng tốn không ít công sức đâu. Cậu cử người theo dõi sát sao bên đó cho tôi, nhất là động tính của điện sát. Không vấn đề gì. Lời của Tô Yên cũng giống như mệnh lệnh của Lục Cận Phong, bọn họ không cần phải thông qua sự đồng ý của anh mà trực tiếp thi hành luôn. Lần gọi điện uy hiếp này của Tần Nhã Hân cũng không hẳn là Tô Yên hoàn toàn không để ý, mặt của cô ta bị thương, Tần Nhã Đan lại chết rồi, cho nên Tần Nhã Hân nhất định còn hận cô nhiều hơn trước. Lúc trước Tô Yên không hề cảm thấy băn khoăn về vấn đề làm thế nào để đối phó với Tần Nhã Hân, cô ra tay không chút mềm lòng, nhưng bây giờ thì lại hơi do dự. Tần Trấn Lâm đã mất một đứa con gái, không thể tiếp tục mất thêm một đứa nữa. Tô Yên nghe điện thoại xong bền trở lại bên cạnh Lục Cận Phong. Buổi lễ nghi thức sắp đến phần cuối rồi. Lục Cận Phong hỏi khẽ cô, điện thoại của ai vậy? chắc là của Tần Nhã Hân. Tô Yên nhàn nhạt đáp, gọi tới nói chuyện phiếm một lát. Tần Nhã Hân nói chuyện phiếm với Tô Yên ư, tuyệt đối không thể nào. Lục Cận Phong lập tức hiểu ra. Tần Nhã Hân là một tai họa ngầm, chỉ cần không làm hại tới Tô Yên thì anh có thể không quan tâm. Nhưng một khi cô ta có ý đổ xấu với Tô Yên thì anh tuyệt đối sẽ không ngồi yên mà nhìn. Lục Cận Phong nói, sau khi nghi thức kết thúc, chúng ta tới bệnh viện sản kiểm tra nhé. Đã rất lâu rồi Tô Yên không đi kiểm tra thai nhi. Được, Tô Yên chợt có linh cảm gì đó, cô nói, hay chúng ta hỏi luôn bác sĩ giới tính của con đi. Lục Cận Phong không quá quan tâm tới giới tính của con trước khi sinh, anh nhớ ra trò cá cược giữa cô và Lâu Doanh, bèn nói, anh cũng muốn nhìn thấy màn tỏ tình của vạn nhất. Hai vợ chồng nhìn nhau mỉm cười, đều nghĩ chỉ một lát nữa thôi là họ tới bệnh viện rồi. Lúc nghi thức nhận tổ tiên kết thúc cũng là 12 giờ trưa. Lục Cận Phong định bụng đưa hai đứa trẻ về nhà cố tắm rửa một chút, Tô Yên và Lục Cận Phong cùng ngồi lên xe rồi rời khỏi nhà thờ. Tới ngã tư đường, hai người họ gặp Lục Gia Hành và Lục Thừa Mẫn đang đợi xe buýt ở đường bên kia. Vừa nãy lúc đang làm nghi thức, hai cha con họ rất khiêm tốn, thậm chí còn như người tàng hình mà đứng ở một góc, nếu như là ngày thường thì hai cha con họ chắc chắn sẽ bị cười nhạo, nhưng hôm nay là ngày Hạ Phi, Hạ Vũ mặc nhận tổ tiên, thế nên cũng không ai ngu ngốc mà tới phá dối lục cận phong hay chúng ta qua đó cho họ đi nhờ tô yên vừa dứt lời đã thấy xe của lục minh khánh dừng trước chỗ hai cha con lục thừa mẫn lục minh khánh có vẻ cũng ngỏ ý chở hai cha con họ một đoạn nhưng bị từ chối thế nên anh lại lái xe đi xe buýt tới hai cha con họ mới lên xe tô yên nở nụ cười khâm phục cũng cứng cỏi phết chúng ta đi ăn trước nhé lục cận phong không còn gì để nói thêm phụ nữ mang thai sợ nhất là bị đói đói là sẽ nổi cáu, huống gì cả mẹ cả con Tô Yên cộng lại là ba người, nhu cầu ăn uống tất nhiên sẽ còn cao hơn. Ăn xong bữa trưa, hai người họ mới tới bệnh viện. Lục Cận Phong đã sắp xếp từ trước cả rồi, Tô Yên chỉ việc đến khám mà thôi. Trùng hợp Tô Vân cũng vừa mới sinh em bé ở bệnh viện này, đứa bé ra đời lúc rạng sáng, là một bé gái. Tô Yên và Lục Cận Phong vừa bước ra khỏi thang máy thì đã nghe thấy tiếng ồn ào ngoài hành lang. Tôi mang thai con trai mà, sao giờ lại thành con gái, có phải mấy người cháu con không? Cô Tô, đứa bé cô sinh ra là con gái, sao chúng tôi lại cháu con của cô chứ? Bác sĩ vội vàng giải thích. Tô Yên ló đầu ra nhìn thì thấy Tô Vân người mặc đồ bệnh nhân, đi chân trần đang làm loạn. Vừa sinh con chưa được bao lâu, cơ thể cô ta vô cùng yếu ớt, sắc mặt tái nhợt, người còn đứng không vững. Rõ ràng là con trai, không thể là con gái được, Tôi đã nói với hướng nam rằng đứa bé là con trai, giờ mấy người lại bảo là con gái, chắc chắn anh ấy sẽ ghét bỏ tôi. Tô yên hoảng loạn ngồi bệnh xuống mặt đất khóc lóc. Đứa con là cơ hội duy nhất giúp cô ta trở mình lúc này, cuối cùng thì cơ hội đó cũng không còn nữa. Bác sĩ khuyên, đứa bé gái này cũng là máu ngủ của cô mà, sao lại không thích được. Con gái tốt biết bao, cô Tô, cô đừng ầm ý nữa, mau về phòng bệnh nghỉ ngơi đi, cẩn thận lại nhiễm bệnh hậu sản. Chu Hoàng Long vội vàng đến đỡ Tô Vân trở về phòng bệnh. Thấy Tô Vân như vậy, lúc vào làm kiểm tra, Tô Yên cũng cảm thấy thấp thỏm. Nếu như đứa bé gái mà cô vẫn luôn chờ đợi đến khi sinh ra lại là hai đứa bé trai thì chắc cậu Lục sẽ nhảy cẫng lên vì vui mừng mất. Nằm lên trên giường kiểm tra, Tô Yên chăm chú nhìn lên màn hình máy siêu âm, Lục Cận Phong cũng hồi hộp không kém, anh không dám rời mắt dù chỉ một giây. "Bác sĩ, con tôi sao rồi?" "Đều rất khỏe mạnh." Bác sĩ nói, có điều hình như không phải là hai bé gái sinh đôi. Chương 267, lâu doanh tỏ tình với vạn nhất. Vừa nghe thấy không phải con gái, Lục Cận Phong đã lập tức chán nản. "Bác sĩ, ông khám lại thử đi, khám chính xác chưa?" Lục Cận Phong trừng to đôi mắt, nhìn chằm chằm vào máy siêu âm, "Tôi nhìn thế nào cũng thấy giống con gái." "Bác sĩ lại di chuyển thiết bị một chút, bây giờ lại càng rõ ràng hơn, anh Lục" nhìn thấy chưa, là hai bé trai, chúc mừng nhé. Đặc trưng giới tính nam của hai đứa trẻ rất rõ ràng. Bây giờ anh không còn ôm hy vọng nữa. Hai đứa con gái biến thành hai đứa con trai, bây giờ đã có bốn đứa con trai rồi. Tuy trong lòng Tô Yên vẫn mong là con gái để nhà có trai có gái, nhưng nếu là con trai thật thì đương nhiên cô cũng rất thích, làm gì có ai không thích con của mình chứ. Lục Cận Phong Giấc mơ có con gái đã tan tành. Vẻ mặt Lục Cận Phong đờ đẫn, trong thời gian ngắn cậu cả Lục vẫn rất khó chấp nhận chuyện con gái biến thành con trai này. Sau khi kiểm tra xong, hai người rời khỏi phòng khám, Tô Yên cầm kết quả siêu âm nghiên cứu, sao em lại không nhìn ra nhỉ? Một cục đen xì, Lục Cận Phong, anh nhìn thử xem. Không xem. Vẻ mặt Lục Cận Phong khinh thường, quay ngoắt sang một bên. Tô Yên dở khóc dở cười nói, làm gì có ai như anh chứ, con trai không phải là con anh sao? anh muốn có con gái lục cận phong kéo cánh tay tô yên nói yên yên sau này chúng ta lại sinh con gái đi tô yên lạnh lùng lường anh một cái bớt đi bây giờ em còn chưa sinh nữa anh lại muốn có thêm đứa nữa rồi anh tưởng em là heo sao lẽ nào em không muốn có con gái sao được rồi cuối cùng em cũng nhận ra rồi nhà họ lục của anh không có số có con gái lục cận phong anh chấp nhận số phận đi bốn đứa con trai cũng phải nhận hết cho em, cố gắng kiếm tiền mua sữa cho con đi. Tô Yên chừng mắt nhìn anh nói, gieo nhân nào gặt quả đó, chuyện này không trách em được. Lục cận phong xoa xoa bụng Tô Yên, chấp nhận số phận thở dài một hơi nói, con trai thì con trai vậy. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng lục cận phong vẫn rất buồn bực, giống như quả bóng xì hơi, không có sức làm gì cả. Lục cận phong bảo Tô Yên sinh thêm lần ba cũng chỉ là nói đùa, sinh xong lần này anh cũng không định để Tô Yên sinh thêm lần nữa. Không có con gái thì thôi. Hai người về đến biệt thự Nam Sơn, tình cờ gặp Lâu Doanh và Bạch Phi Minh bước ra từ phòng huấn luyện, hai người này rất có kỷ luật, bình thường cũng không lười biếng, hơn nữa các thiết bị tập luyện ở chỗ lục cận phong cũng rất đầy đủ, hai người rất thích vùi đầu luyện tập ở đây. Anh rể, sao mặt lại bí xị vậy? Lâu Doanh cắn quả táo, thuận miệng hỏi, hôm nay không phải là ngày lành tháng tốt để Hạ Phi và Hạ Vũ mặc nhận tổ tiên sao, sao mặt mày anh lại trông chán nản vậy? Lục Cận Phong không chịu thừa nhận, đáp cô nhìn nhầm rồi, tôi rất vui. Trong lòng tôi yên không nhịn cười được, nói, hai người bọn chị vừa đến bệnh viện khám thai, anh rể em đang vui quá thôi. Hả, mang thai con gái thật sao? Lâu doanh bỗng chốc thấy quả táo đang ăn không còn ngon nữa. Ừm, con gái, vẻ mặt lục cận phong thay đổi rất nhanh mặt mày hớn hở nói hai đứa con gái trên đường về nhà bọn tôi còn đặt cả tên luôn rồi yên yên thật sự vất vả cho em quá tô yên lập tức hiểu ý của lục cận phong như thế là đang muốn quyệt nợ đây quả nhiên lục cận phong cười như không cười nhìn lâu doanh nói di út à tôi nghe nói cô đã cược với chị cô có chơi có chịu chúng tôi rất mong chờ cô tỏ tình với vạn nhất đó lâu doanh cũng muốn quyệt nợ Bảo cô ta đi tỏ tình với Vạn Nhất, vậy chi bằng cô ta độc thân cả đời cho xong. Tôi không tin, vợ chồng hai người chơi ăn gian lắm, tôi muốn xem kết quả khám thai. Bạch Phi Minh bên cạnh cảm thấy rất vui sướng, Lâu Doanh cuối cùng cũng thông minh hơn rồi. Cầm xem đi, để khỏi phải nói bọn tôi làm giả. Lục Cận Phong rất thoải mái đưa kết quả siêu âm cho Lâu Doanh. Tô Yên vẫn hơi bất ngờ, nếu như để Lâu Doanh xem rồi, vậy không phải sẽ bị lộ tẩy sao? Lục cận phong âm thầm nháy mắt ra hiệu với Tô Yên, anh nghĩ rằng Lâu Doanh xem không hiểu. Trên kết quả siêu âm lại không ghi rõ giới tính, không phải người trong nghề, cho dù có đưa ảnh 4 chiều cũng nhìn không hiểu. Người không có chuyên môn vừa nhìn cũng chỉ thấy một cục đen xì, ngay cả đứa bé nằm ở đâu cũng chưa chắc nhìn ra được. Thấy lục cận phong thoải mái như vậy, Lâu Doanh vẫn hơi tin thật, cô ta nhận lấy kết quả siêu âm, thật sự cô ta xem không hiểu, nhưng cũng làm ra vẻ đang xem thử lục cận phong nói nhìn thấy chưa đây quá rõ ràng chính là hai đứa con gái có chơi có chịu lâu doanh thật sự không nhìn ra gì cả lục cận phong cứ để cô ta xem một lát rồi lấy kết quả siêu âm lại tôi là loại người chơi xấu vậy sao chuyện này không phải do tôi không giữ lời hứa nhưng không có người ở đây thì tôi tìm ai để tỏ tình đây hôm khác hôm khác nhé vào lúc lâu doanh còn đang kiếm cớ để trì hoãn giọng nói của vạn nhất từ bên ngoài vang lên Đại ca, chị dâu. Vạn nhất mặc một bộ vest trắng, mặt mày sáng láng, vừa nãy em nghe thấy ai nói muốn tỏ tình, tỏ tình với ai vậy. Trải qua một đêm, mắt của vạn nhất cũng đã bớt sưng, nếu không phải do thuốc của Sa Thành nghỉ tốt, bây giờ với con mắt gấu trúc như thế vạn nhất cũng không dám bước ra khỏi nhà. Vạn nhất vừa xuất hiện, hai mắt Tội Yên và Lục Cận Phong sáng bừng, đến đúng lúc lắm. Hai người nhìn nhau cười, Tội Yên nháy mắt với Lâu Doanh nói, Lâu Doanh bọn chị đều đang rất mong chờ đó. Lâu doanh bịt mắt muốn bỏ chạy, vạn nhất không đến lúc nào lại đến ngay lúc này. Vạn nhất cảm nhận được ánh mắt sắc lẹm của lâu doanh, không hiểu gì hỏi cô muốn tỏ tình sao. Không biết là ai xui xẻo bị lọt vào tầm mắt của cô. Vạn nhất cũng rất tò mò. Vạn nhất không nói ra câu này còn đỡ, nói ra như vậy chẳng phải đang nói khích lâu doanh sao. Lâu doanh cũng không thèm đếm xỉa đến câu nói đó của vạn nhất, Cô ta hít mắt cười nói, anh sẽ nhanh chóng biết được người xui xẻo đó là ai thôi. Lâu Doanh hung hăng cắn quả táo, sau đó khí thế hùng hồn lau khóe miệng, bước về phía Vạn Nhất. Vạn Nhất chợt cảm thấy không ổn, mẫu dạ xoa, cô muốn làm gì vậy? Đừng qua đây, hai chúng ta hết nợ rồi. Ân oán đã xong, nhưng tình cảm giữa chúng ta vẫn chưa xong đâu. Lâu Doanh thô bạo kéo cả vạt của Vạn Nhất, lôi anh ta nghiêng về phía mình, một chân nhấc lên đạp trên ghế làm ra dáng vẻ của nữ tướng cướp nói, "Vạn Nhất, anh nghe cho rõ đây, tôi tôi thích anh. Muốn lâu doanh tỏ tình thật, quả thật đang làm khó cô ta." Vừa dứt lời, cả phòng khách đều im lặng. Hạ Huy và Hạ Vũ mới bước vào cũng đúng lúc nghe thấy lời tỏ tình của Lâu Doanh, hai người như bừng tỉnh ra, cuối cùng cũng hiểu tại sao mấy năm nay Lâu Doanh đeo bám Vạn Nhất không buông như vậy, hóa ra là yêu thầm Vạn Nhất. Thế nhưng lời tỏ tình này lọt vào tai Vạn Nhất lại vô cùng đáng sợ nhưng câu nói tôi thích anh đó lại giống như cục đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng, khiến nước hồ yên tĩnh hơn 30 năm nay bị xáo động. Tô Yên và Lục Cận Phong cũng sửng sốt trước cách tỏ tình thô bạo này của Lâu Doanh. Dáng vẻ một tay nắm cổ áo vạn nhất thật sự rất ngầu, vạn nhất cao 1m8 bỗng chốc giống như cái túi chút giật, khuất phục dưới chân của nữ tướng cướp. Bạch Phi Minh thầm dơ ngón cái lên với Lâu Doanh, ngầu lắm. Vạn nhất một lúc lâu sau mới lên tiếng, mẫu dạ xoa cô có uống lộn thuốc không như thế cũng quá hoang đường rồi lâu doanh vậy mà lại đi tỏ tình với anh ta một câu nói của vạn nhất đã phá vỡ bầu không khí nghiêm túc vừa rồi không từ chối nhưng cũng không chấp nhận lâu doanh buông tay thản nhiên nói không tin thì thôi phi minh mình đói rồi đi chúng ta đi ăn mì thịt bò nói xong lâu doanh cứ như vậy đi với bạch phi minh trước khi bước đến cửa lâu doanh vẫn rất bình tĩnh nhưng vừa ra khỏi cửa đã vội chạy nhanh. Chương 268, Lệ Quốc Minh vượt ngục rồi. Vạn Nhất hồi thần lại mắt nhìn ra cửa thì lâu doanh đã mấy dạng rồi. Anh ta vẫn còn một chút mơ màng. Vạn Nhất nhìn trái nhìn phải nhìn Lục Cận Phong lại nhìn Tô Yên. Vừa rồi, tôi được tỏ tình à. Sống hơn 30 năm rồi đây là lần đầu tiên anh ta được con gái tỏ tình. Nói chính xác ra thì đây giống như cách làm của nữ thổ phỉ đây nào phải là tỏ tình mà là thông báo. Lục Cận Phong cùng Tô Yên đồng loạt gật đầu, chăm miệng một lời, cậu anh được tỏ tình rồi, chúng tôi đều nghe thấy cả. Hai vợ chồng hoàn toàn tâm đầu ý hợp. Vạn nhất lại nhìn Hạ Vũ, Hạ Huy các cậu cũng nghe thấy cả chứ. Hai anh em cùng gật đầu. Hạ Vũ nói, nghe thấy rồi, tôi đã nói mà, mấy năm nay cô lâu này chỉ tìm mình anh gây rắc rối, chắc chắn là có ý đồ với anh. Hạ Huy phụ họa, tôi biết rồi, Cô lâu nhất định là dùng cách như vậy để thu hút sự chú ý của cậu, nói thế nào thì cô ấy cũng là con gái, chắc chắn là ngại mới dùng cách này." Hạ Vũ nói, "Anh vạn, người ta là con gái cũng đã chủ động rồi, anh còn không mau thể hiện chút gì đi, hoa tươi quả cáp, mau tặng đi. Lỡ rồi là thôn này không còn quán nữa đâu." Được hai người phân tích thế này, thật đúng là giống như. Có chuyện như vậy, Tô Yên và Lục Cận Phong nhìn nhau đây là hai tên đàn ông độc thân đang dạy một tên FA cả vạn năm khác tán gái thế nào sao? Hình ảnh này nhìn thế nào cũng có chút kỳ kỳ vậy. Vạn nhất đột nhiên nổi kiêu, ra vẻ chỉnh lại bộ quần áo bị lâu doanh làm nhăn nhúm, ho nhẹ rồi nói, người đàn ông có sức hút như tôi, cô ấy nhìn chúng tôi đó là cô ấy có mắt nhìn người. Vạn nhất đây là điển hình cho ánh mặt trời rực rỡ đấy. Vạn nhất nhìn tôi yên, chị dâu, chị thân với mẫu dọa xoa, cô cảm thấy cô ấy là đang nói thật không? Tôi đi chợp mắt một lát. Tô Yên đi lên lầu. Vạn nhất nhìn Lục Cận Phong, Lục Cận Phong lại đuổi theo Tô Yên, vợ ơi, cho anh ngủ với. Vạn nhất tự mình đưa ra kết luận, lầm bầm lầu bầu, xem ra là thật rồi, vậy thì phiền rồi, sau này càng cắt càng rứt rồi, tôi chưa từng nghĩ sẽ lấy mẫu dạ xoa, chuyện này phải làm sao đây? Vừa nói, Vạn nhất vừa đi ra ngoài. Lâu Doanh nói một câu là Vạn Nhất mất ngủ mấy ngày, khó lắm mới ngủ được lại mơ thấy ác mộng, mơ thấy Lâu Doanh khiêng một thanh đao lớn ép anh ta cưới, đáng sợ chết đi được. Lâu Doanh tỏ tình xong cũng vô thức thấy Vạn Nhất là trốn. Về điểm này thì hai người lại rất ăn ý, có thể không gặp mặt nhau thì tuyệt đối sẽ không gặp. Trốn trốn tránh tránh thế này, có hôm Vạn Nhất đột nhiên phát hiện anh ta đã không gặp Lâu Doanh lâu lắm rồi, anh ta không nhịn được hỏi Tô Yên đang tỉa hoa, chị dâu, mẫu giả dạ xoa đâu? sao mấy ngày rồi không thấy cô ấy? Tô Yên đầu cũng không ngẩng lên, không phải anh đã tránh cô ấy sao, giờ sao lại hỏi rồi? Tiện mồm hỏi thử thôi. Vạn nhất cười mỉa nói, chị dâu, cô tỉa hoa đẹp thật đấy. Tô Yên nhìn cành hoa đã bị tỉa cụt, liếc nhìn vạn nhất, anh đang nói móc tôi đấy à? Đâu, tuyệt đối là đang khen. Vạn nhất cười hỏi thử, mẫu dạ xoa vẫn đang ở phòng huấn luyện à? Ánh mắt vạn nhất nhìn về phía phòng huấn luyện, Tô Yên đáp, người đã đi rồi, hôm qua hai người họ đi rồi, nói là đến nước M nhận đơn, kiếm thêm một khoản. Đơn gì? Vạn Nhất hỏi, sao tôi không nghe nói gì hết? Sao cô ấy không nói với tôi? Tô Yên trợn mắt liếc nhìn Vạn Nhất, anh cũng chẳng phải là gì của cô ấy. Vạn Nhất thầm nói, không phải cô ấy mới tỏ tình với tôi sao, dầu gì cũng phải báo một tiếng chứ. Chỉ là bày tỏ, anh cũng đâu nói là nhận lời, vậy thì hai người cũng chẳng có quan hệ gì hết tính nết cô ấy thật sự không tốt, ai cưới về chắc chắn gia đình không yên. Tô Yên dơ kéo, cắt cành hoa thừa cái cạch một tiếng, có ý uy hiếp, hít mắt cười hỏi, anh với lâu doanh là ý gì? Ý rất rõ ràng, để vạn nhất nghĩ kỹ rồi mới nói. Vạn nhất liếc nhìn cành hoa bị chặt bỏ không thương tiếc, nuốt nước bọt, mạnh bạo nói, cô ấy không phải là mẫu con gái tôi thích, cô ấy quá mạnh mẽ, tôi thích con gái dịu dàng như nước, chị dâu, lúc trước sợ làm tổn thương lòng tự tôn của cô ấy, con gái mà, da mặt mỏng, hay là cô chuyển lời thay tôi đi. Tô Yên hiểu rõ, không phải là vạn dương không được, mà căn bản là anh ta không thích. Tô Yên tất nhiên cũng sẽ không miễn cưỡng gán ghép hai người này. Chuyện bày tỏ, anh có thể không cần để ý. Dù sao cũng là đánh cược, lâu doanh cũng không phải là tỏ tình thật lòng. Ý gì, vạn nhất không hiểu. Tự mình lĩnh hội đi. Tô Yên không nói nhiều, nhưng vẫn có chút tiếc hận tôi đến bệnh viện chiều nào Tô Yên cũng đến bệnh viện ở bên Trần Tố Anh. Tô Yên để vệ hải lái xe, vừa hay hạ vũ trở về có việc tìm vạn nhất. Họ vạn, cậu có muốn qua nước M với tôi một chuyến không? Ngày mốt có chuyến hàng cần chuyển, đại ca kêu qua đó để ý. Vừa nghe đến nước M, vạn nhất đã lắc đầu, tôi bận lắm, cậu tìm người khác đi. Vạn nhất rõ ràng là trốn tránh lâu doanh. Tô Yên tiếc hận, May là hai người này không có ý gì với nhau không thì trò đùa này đi quá đà rồi. Tô Yên đến bệnh viện đến, đến thẳng khoa điều trị nội chú như thường lệ. Bụng cô càng ngày càng lớn rồi, vì sinh đôi nên bụng cô trông to hơn hẳn so với những người khác cùng tháng. Lúc công việc Lục Cận Phong bận rộn thì thường để Vệ Hải theo sát bảo vệ Tô Yên. Tô Yên đang đợi thang máy, Vệ Hải đi đậu xe còn chưa lên đến nơi thì đã có một người quen đi tới. Người này chẳng phải là ai khác mà là học trưởng lúc trước Tô Yên gặp được, Lạc Gia Bách. Tô Yên, trùng hợp thật, chúng ta lại gặp nhau rồi. Lạc Gia Bách thay đổi rất lớn, mấy tháng nay anh ta cố gắng giảm cân, giảm đi được hơn 15 ký, nhì trẻ ra không ít, có vài phần phong thái của năm đó. Tô Yên đánh giá Lạc Gia Bách, sao cậu lại thành ra thế này? Tôi giảm béo rồi, thành ý của tôi đủ lớn rồi chứ. Lạc Gia Bách tràn đầy tự tin nói. Lần này tôi đến Đế Kinh gặp khách hàng, cũng đang định hai ngày nữa đi tìm cậu, Tô Yên, tôi nghiêm túc đấy, giờ chúng ta có thể bắt đầu lại rồi chứ? Ha <laughs> ha. <laughs> Tô Yên cười khan hai tiếng, tôi sắp sinh xong sinh rồi. Lúc này Lạc Gia Bách mới để ý đến bụng của Tô Yên lớn lên rất nhiều, mặt anh ta thoáng cái đã thay đổi, không phải cậu đang lừa người đấy chứ? Vì cậu mà tôi giảm 15 kg rồi đấy, cái này cực cỡ này cậu hiểu được không? Lạc Gia Bách có vài phần tức giận sắc mặt tôi yên cũng chẳng tốt kỳ cục tôi với cậu nào có quan hệ gì lừa gì mà lừa tôi cũng chẳng kêu cậu giảm béo lạc gia bách ngàn dặm xa xôi tìm đến nếu không phải vì nhìn thấy chiếc xe hơi sang trọng mà cô lái trước đó thì anh ta cũng sẽ không tin trước giờ cô chưa từng đồng ý ở bên lạc gia huy chị dâu vệ hải vội đến liếc nhìn lạc gia huy thang máy vừa tới tôi yên trực tiếp đi vào vệ hải bảo vệ theo sau Lạc Gia Bách chỉ có thể dương mắt nhìn chằm chằm, sự tức giận và căm phẫn trong mắt anh ta không hề biến mất cho đến khi thang máy đóng lại. Lúc đầu nhìn thấy Tô Yên ngồi xe sang, anh ta lập tức quyết định theo đuổi Tô Yên, nhất định là phải theo đuổi bằng được, cho nên mới quyết tâm giảm cân. Vốn tưởng rằng có thể ôm được người đẹp, còn có thể làm sự nghiệp nâng lên một tầng, nào biết, Tô Yên đã sinh con đến nơi rồi, sao mà không căm cho được. Nỗ lực của anh ta công cốc rồi. Lạc Gia Bách nắm chặt tay, có loại ý nghĩ trả thù trào dâng trong lòng. Tô Yên ở cùng Trần Tú Anh trong bệnh viện cả buổi chiều, sau khi ăn tối mới trở về. Nửa đêm Lục Cận Phong mới về, dáng vẻ rượu dã. Gần đây bận lắm sao? Tô Yên đứng sau lưng Lục Cận Phong, xoa thái dương cho anh. Hơi nhiều việc chút. Vừa dứt lời thì điện thoại của Lục Cận Phong đổ chuông. Lục Cận Phong nghe điện, cũng không biết người ở đầu dây bên kia nói gì mà sắc mặt của Lục Cận Phong nháy mắt trở nên ngưng trọng. Tô Yên hỏi, sao vậy? Lệ Quốc Minh vượt ngục rồi. chương 269, đồng đội ngu ngốc như heo. Việc Lệ Quốc Minh vượt ngục là một chuyện cực lớn. Trong lòng Tô Yên cũng ngay lập tức thắt lại, chuyện này xảy ra khi nào? Một giờ trước, Lục Cận Phong cầm áo khoác lên, mặc vào người, một tiếng là đã đủ để Lệ Quốc Minh trốn khỏi đế đô rồi, Yên Yên, em ngủ trước đi, anh đi ra ngoài một chuyến. Đã muộn như vậy rồi, anh còn đi đâu nữa? Mí mắt Tô Yên cứ giật lên không ngừng, lễ quốc minh trốn đi là chuyện của cảnh sát, anh đừng đi, em đang rất hoảng sợ. Cứ yên tâm đi, không sao đâu, em ngủ trước đi. Lục Cận Phong hôn lên trán Tô Yên rồi rời đi. Trực giác mách bảo Tô Yên rằng Lục Cận Phong nhất định đang có chuyện gì đó đang giấu cô. Đêm nay, Tô Yên trằn trọc chờ mình qua lại cũng không ngủ được cuối cùng trời cũng đã sáng, cô mới có chút buồn ngủ. Trong lúc mơ mơ hồ hồ, Tô Yên dường như nghe thấy Lục Cận Phong đã trở lại, hình như anh đang nói chuyện điện thoại với ai đó, không lâu sau cô được anh ôm vào lòng theo thói quen. Tô Yên lại chìm vào giấc ngủ, khi tỉnh lại đã gần trưa, Lục Cận Phong đã tới công ty rồi. Tô Yên dậy ăn trưa, vừa thấy Tô Duy đi ra ngoài liền gọi Tiểu Duy. Tô Duy dường như không nghe thấy, tiếp tục bước ra ngoài. Sau khi Tô Yên hét lên mấy lần, Tô Duy mới quay đầu lại nói, "Chị đang gọi em à?" Tô Yên đi tới, "Em đi đâu đấy?" "Bạn hẹn em đi chơi." "Bạn nào của em?" Tô Duy gần đây thường hay đi ra ngoài, trong lòng Tô Yên không an tâm, dù sao Lệ Quốc Minh cũng đã vượt ngục ra rồi. "Chính là Tiểu Văn lúc trước thường hay đến tìm em đấy, cậu ta sắp ra nước ngoài rồi, nên hẹn em đi ăn một bữa, chị à, lát nữa em sẽ về, chị đừng lo lắng." Tô Yên không nhớ được là tiểu văn nào, nhưng thấy Tô Duy nói rất thẳng thắng, cô cũng tin như vậy. Thế em chú ý an toàn nhé. Bụng Tô Yên đã lớn rồi, đi ra ngoài cũng không tiện cho lắm. Chị à, chị vào nhà đi. Tô Duy đi tới ga ra lái xe ô tô đi ra ngoài, vừa rời khỏi cổng biệt thự. Di động của cậu ta liền có một số lạ gọi đến, alo, là ai đấy? Cha sẽ đợi con ở bến tàu, cho con nửa giờ giọng nói ở đầu dây bên kia điện thoại chính là lệ quốc minh tô duy căng thẳng được tô yên ăn chưa xong thì ở nhà phơi nắng buổi chiều không có chuyện gì thật sự rất nhàm chán cô nhờ vệ long đưa đến nghĩa trang tần trấn lâm lại đang quét dọn mộ của mẹ cô có tần trấn lâm canh giữ ở đây trước mộ không có lấy một chiếc lá dụng đồng chí tần tô yên mang theo một ít đồ ăn tần trấn lâm vừa nhìn liền hỏi con mang đến cho cha à hay là cho mẹ con đấy? Cúng cho mẹ trước, rồi cha ăn sau, nếu không sẽ rất lãng phí. Tần Trấn Lâm, cô con gái này thật là hiếu thuận nhỉ. Bụng đã lớn như vậy rồi mà con còn tới đây để làm gì? Tần Trấn Lâm ngồi xuống phiến đá xanh. Lễ Quốc Minh đã vượt ngục rồi. Trong lòng con vô cùng hoảng sợ, con đến đây là để gặp cha. Tô Yên nói, Lễ Quốc Minh rất hận cha. Ông ta đã bị bắt ở đây con lo rằng ông ta sẽ đến lần nữa. Đụng phải cha thì sẽ không hay đâu. Nghe được tin tức Lệ Quốc Minh vượt ngục, Tần Trấn Lâm không có phản ứng gì nhiều, nhưng khi nghĩ rằng Lệ Quốc Minh đã làm tổn thương Lệ Huyền, ông lại rất kích động. Nếu anh ta dám tới, cha sẽ tiến anh ta xuống địa ngục để xin lỗi mẹ con. Đôi mắt của Tần Trấn Lâm bừng lên sự căm hận sâu sắc. Tiếp này, ông ta rơi vào cảnh âm dương cách biệt với người mình yêu, tất cả đều là nhờ Lệ Quốc Minh. Ông ta làm sao có thể không tức giận được cơ chứ? Được rồi, hiện tại cha đã là một người chết rồi, cha cứ thành thật ở lại đây quét dọn mộ cho mẹ co, ở bên cạnh bà ấy là được rồi. Tô Yên nhìn Tần Trấn Lâm một cái, rồi trách con không muốn lần tiếp theo phải đến đồn cảnh sát hoặc bệnh viện để gặp bố đâu đấy. Nếu thắng thì 110 sẽ đưa Tần Trấn Lâm đi. Nếu thua, 120 sẽ đưa Tần Trấn Lâm đi vậy thì không phải là cô sẽ đến đồn cảnh sát hoặc bệnh viện để gặp ông ta sao? Tần Chấn Lâm vẫn có chút không phục, cong môi. Cha của con tốt xấu gì cũng đã lăn lộn trên đường đời nhiều năm như vậy, con thật sự cho rằng nó chỉ là vô ích thôi sao? Mẹ còn đang nằm ở đây nghe đấy, cha muốn mẹ con ở cửu tuyền cũng không yên lòng được sao? Tần Chấn Lâm vội vàng dùng quần áo lau bia mộ, giống như là đang vuốt ve khuôn mặt của người yêu Tiểu Huyền. Bà cứ xem như là không nghe thấy đi nhé tôi chỉ đang là bực bội mà thôi, chuyện này không phải là học theo bà đâu, bà đừng tức giận, ha ha, tôi chỉ đùa với bà thôi, con gái chúng ta đem ngỗng quay đến cho em né, bà ăn trước đi, tôi ăn sau. Tô Yên nhìn thái độ của Tần Trấn Lâm đối với mẹ mình, trong lòng chợt u sầu, nếu như mẹ cô vẫn còn, bà ấy đã có thể ở bên người mình yêu, như vậy thì tuyệt biết bao. Cô tin rằng Tần Trấn Lâm nhất định là một người chồng đủ tiêu chuẩn và là một người cha tốt lúc nào cũng là cô và lục cận phong rắc thức ăn cho những người khác ăn nhưng bây giờ đến lượt cô ăn một ít cơm chó rồi con đi đây nếu ở lại lâu hơn nữa sẽ ăn no thức ăn cho chó luôn mất con gái không ở lại với mẹ con một lúc sao có cha ở đây là đủ rồi tô yên vẫy tay rồi rời đi tô đình nghiêm đã xuất viện rồi nghĩ đã lâu không đến thăm tô yên lại mua ít đồ rồi đi biệt thự nhà họ tô không ngờ cô lại nhét cho một mớ thức ăn cho chó nữa. tô đình nghiêm vô cùng vui vẻ niềm nở để người giúp việc chị lý ngồi trên ghế sofa, ông ta còn tự tay gọt hoa quả để phục vụ. trên bàn cũng bày rất nhiều đồ trang sức, đều là tô đình nghiêm mua cho chị lý. cô mặc thử đi, chiếc vòng ngọc trai này cô đeo sẽ nhất định sẽ rất đẹp. không được, không được đâu, chị lý được yêu thương mà hoảng sợ. tôi tặng cho cô đeo, cô phải đeo chứ. Tô Đình Nghiêm lúc này cũng lộ ra một chút sự độc đoán của đàn ông. Tô Yên đã đến rất lâu, cô tựa vào cửa nhìn nửa ngày trời, Tô Đình Nghiêm cũng không để ý đến cô, đang nỗ lực tán gái. Chị Lý không lay chuyển được Tô Tô Đình Nghiêm nên đình phải đeo vào. Tô Đình Nghiêm nhân cơ hội khen ngợi, thật sự là rất đẹp, làm tôn ra lên hẳn. Chị Lý có chút ngượng ngùng, thật sao? Khủ, 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 Tô Yên giả vờ ho khan vài tiếng, lúc đó Tô Đình Nghiêm và chị Lý mới chú ý tới cô. Chị Lý nhanh chóng cách xa Tô Đình Nghiêm, rất thận trọng đứng lên, tháo chuỗi ngọc trai ra, trả lại cho Tô Đình Nghiêm, thưa ông, tôi đi làm việc trước đây. Chị Lý, đừng đi chứ, sợi dây chuyền này tôi tặng cho cô. Chị Lý bước đi nhanh như tên bắn. Tô Đình Nghiêm chán nản, ngồi ở trên sofa trừng mắt nhìn Tô Yên, cha thấy con chính là đang cố ý, không muốn cha được tốt đẹp có đúng không, khó khăn lắm mới gần chị Lý được một chút, lại bị con làm hỏng rồi. Đồng chí Tô, trước đây cha là trâu già gặm cỏ non, bây giờ đến cỏ bên cạnh chuồng của mình của không tha, chật chật chật, xã hội ngày một xấu đi, con người cũng dần trở nên xảo trá gian dối. Tô Yên đúng thật là cố ý đấy, đàn ông đều giống nhau, có được quá dễ dàng, sẽ không biết trân trọng. Cô chỉ muốn chắn đường Tô Đình Nghiêm một chút. Yên lặng, đừng để chị Lý nghe thấy. Tô Đình Nghiêm cảnh giác nhìn qua nhìn lại, nhỏ giọng nói, chị lý dễ xấu hổi không chịu nổi sự trêu chọc à đúng rồi sao con lại tới đây bụng đã to rồi không có chuyện gì thì con đừng chạy ra ngoài nữa con đến đây để ăn một bữa tối với cha con nhớ cơm chị lý làm rồi con đi tìm chị lý đây nói rồi tôi yên thật sự đi vào nhà bếp chị lý chị lý em muốn ăn món chân giò của chị làm được vậy buổi tối chúng ta sẽ ăn chân giò sau khi tôi yên tóm gọn chị lý xong Tô Đình Nghiêm mới cẩn thận, núp sau cánh cửa nghe lén, vì sợ Tô Yên sẽ ngáng đường, làm dối tung mọi chuyện lên. Tô Yên và chị Lý đang thì thầm trong bếp, Tô Yên đứng đó hồi lâu cũng không nghe thấy gì, cuối cùng đành chán nản bỏ đi. Kỹ năng nấu nướng của chị Lý rất tốt, chỉ đơn giản nấu một vài món ăn, Tô Yên ngửi thử đã cảm thấy đói bụng rồi. Đồng chí Tô, đã đến giờ ăn tối rồi, Tô Yên hướng lên lầu gọi một tiếng. Giọng nói vừa cất lên, điện thoại di động của tô yên cũng vang lên là cuộc gọi của tô duy tô yên nghĩ định bảo tô duy đến đây cùng nhau ăn cơm liền lau nước rồi nghe máy tiểu duy à chị đang ở nhà họ tô chị lý có làm chân giò em cũng đến đây ăn cùng chị em đi với cha rồi tô yên tim đập thình thịch cha gì em đang ở đâu cha của tô duy là lệ quốc minh vừa nghĩ đến đây tô yên lập tức nôn nóng tô duy em đang ở cùng lệ quốc minh à có phải không Chương 270, Tô Yên phát hiện ra bí mật nhỏ của Lục Cận Phong. Tô Duy ở đầu dây bên kia ấp a ấp úng, điều này càng khẳng định phỏng đoán của Tô Yên. Tô Yên lập tức nổi giận mắng, đồ mốc này, mau cút về đây với chị. Nếu như em dám đi cùng với Lệ Quốc Minh, cả đời này đừng gọi chị là chị nữa. Tô Yên vừa tức giận vừa lo lắng, cô khó khăn lắm mới lôi được người từ trong ra, trong nháy mắt lại đi dâng mình tới tận chỗ, chuyện này có thể không tức giận sao? chị ơi em xin lỗi dù sao thì ông ấy cũng là cha của em sẽ không làm hại em đâu tô duy nói xong liền cúp máy khi tô yên gọi lại thì bên kia đã tắt máy rồi đồ ngốc tô yên tức giận vô cùng tô đình nghiêm đi xuống lầu đã xảy ra chuyện gì vậy xem con tức giận kia con có việc gấp nên không ăn cơm với cha được cha và chị lý cứ ăn cùng nhau đi nhé tô yên không nói thật cho tô đình nghiêm biết để tránh Tô Đình Nghiêm sẽ lo lắng, cô gọi Vệ Long, lái xe đi, chúng ta trở về. Vâng, chị dâu. Vệ Long lái xe đến, Tô Yên vội vàng rời đi. Tô Yên liên hệ với Lục Cận Phong, nhưng không có người nghe máy, lúc này mới 6 giờ chiều, Tô Yên trực tiếp đến công ty. Thường thì 5 giờ rưỡi chiều là công ty đã tan làm rồi. Lúc Tô Yên đến thì đã hơn 7 giờ, trong công ty vẫn còn rất nhiều người đang tăng ca, mọi người ai nấy cũng đều rất vội vàng. Ai cũng biết rằng Tô Yên đã trở thành bà chủ của tập đoàn Lục Thị, các nhân viên nhìn thấy cô liền lần lượt chào hỏi Tô Yên. "Xin chào, mợ Lục." "Mợ Lục, xin chào bà chủ." Tô Yên đang rất vội nên cũng không quan tâm đến việc chào hỏi, nhìn thấy Lưu Hạo, cấp trên lúc trước của cô, liền hỏi "Quản lý Lưu, chủ tịch Lục đâu?" "Đang họp." Lưu Hạo kinh ngạc nhìn Tô Yên, lại nhìn bụng Tô Yên, ghen tị vô cùng, rồi nói đùa một câu, "Bây giờ tôi nên gọi cô một tiếng bà chủ rồi." quản lý lưu, anh đừng chọc tôi nữa. Tô Yên hỏi, cuộc họp rất quan trọng sao? Muộn như vậy rồi mà còn họp à? Dự án ở phía nam xuất hiện một số vấn đề. Chủ tịch Lục đang họp khẩn. Lưu Hạo nói, bà chủ có muốn đến văn phòng đợi không? Được thôi, Tô Yên cũng biết chuyện của Tô Duy có muốn gấp gáp cũng không gấp được. Chắc là cậu ta đã đi với Lệ Quốc Minh từ lâu rồi, cho nên cô cũng không quấy dày công việc của Lục Cận Phong nữa. Tô Yên đến phòng làm việc của Lục Cận Phong ngồi đợi, bàn làm việc bừa bộn, tài liệu ở khắp nơi, không hề ngăn nắp gì cả. Có vẻ như Lục Cận Phong thực sự rất bận rộn. Tô Yên tiện tay dọn dẹp, dọn hết quần áo Lục Cận Phong vứt trên sofa lại. Đột nhiên, Tô Yên phát hiện dưới sofa giường như có thứ gì đó. Tô Yên hơi cúi người xuống, đưa tay mò, thì phát hiện một đôi tất da mỏng. Còn được sử dụng rồi nữa. Làm thế nào mà lại có tất chân của phụ nữ trong văn phòng của Lục Cận Phong? Từ giác quan thứ sáu của người phụ nữ, tôi yên lại liếc nhìn về phía thùng rác, quả nhiên có một cái bọc đã qua sử dụng. Nhìn thấy điều này, trong lòng tôi yên chợt lạnh đi một nửa, lập tức, cô lại tin tưởng chắc chắn rằng lục cận phong sẽ không phản bội cô. Tôi yên bình tĩnh đặt tất chân trở lại vị trí ban đầu, cũng giả bộ không tìm thấy thứ gì đó trong thùng rác, ngồi trên sofa nghỉ ngơi. Trong khoảng thời gian chờ đợi, trong lòng tôi yên dối như tơ vò, đồng thời cũng đang suy nghĩ những thứ này là của ai, là ai sử dụng nó. Cốc cốc, là tiếng gõ cửa. Tô Yên đáp, mời vào. Cánh cửa được đẩy ra, một cô gái mặc váy ngắn bưng một tách cà phê bước vào. Mợ lục, tuổi ngoài 20, khuôn mặt trẻ trung, giọng nói ngây thơ, chiếc váy rất ngắn, như thể cô ta đang cố tình cho ai đó thấy cảnh xuân dưới lớp váy này vậy. Mới đến à, Tô Yên quan sát đối phương, vẻ mặt bình tĩnh. Mợ lục, Tôi là người mới đến của bộ phận thư ký. Tôi tên là Trình Mẫn. Cô có thể gọi tôi là Tiểu Mẫn. Tổng giám đốc Lục cũng gọi tôi như vậy. Trình Mẫn vui vẻ và nhiệt tình, trên chân còn mang một đôi tất da mỏng, giống hệt với đôi tất ở dưới ghế sofa. Cô ta trông rất trong sáng, nhưng tâm tư lại không hề trong sáng một chút xíu nào. Tô Yên liếc nhìn ly cà phê rồi nói, phụ nữ mang thai không được uống cà phê, đổi thành sữa đi. À, tôi không biết xin lỗi mợ lục tôi sẽ đi đổi ngay trình mẫn bước lên giày cao gót cộc 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 rồi lại đi ra ngoài một lúc sau mới quay lại mợ lục sữa của cô đây tôi yên uống một ngụm thản nhiên hỏi có bạn trai chưa 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 có trình mẫn ngượng ngùng đỏ mặt cúi đầu tôi vẫn chưa hẹn hò tôi yên là người từng trải mơ đi cô mới tin tưởng một lời nói như vậy cho dù là phụ nữ hay con gái từ tư thế đi đứng và dáng chân nhìn qua là biết ngay trình mẫn không còn là một cô gái thanh khiết nữa rồi không yêu đương là đúng rồi cô vừa mới vào công ty nên tập trung vào công việc mới là chuyện quan trọng nhất tôi yên bình thản nói tiện thể bảo lao công vào đây dọn dẹp một tí thùng rác đã đầy rồi khắp nơi đầy bụi lao công đã tan làm rồi để tôi dọn cho trình mẫn tình nguyện sung phong đi thu dọn thùng rác nhìn lướt qua bên trong cô ta mới giật mình làm sao lại sao vậy Tô Yên giả bộ không biết. Không, không có gì. Trình Mẫn đặt túi rác vào chỗ cũ, rồi ngập ngừng dò hỏi, mợ lục, ban nãy cô có nhìn thấy gì không? Nhìn thấy cái gì, Tô Yên biết rõ nhưng vẫn cố ý hỏi. Không có gì, tôi đi đổ rác trước. Trình Mẫn cầm thùng rác rời đi. Bộ dạng muốn Tô Yên phát hiện ra, lại cố gắng che đậy, ngược lại càng khiến người ta phải nghi ngờ hơn. Tô Yên trong nháy mắt đã nhìn thấu được chiêu trò của Trình Mẫn, nhưng cô không cắn câu, cô cứ xem như hoàn toàn không biết. Sau khoảng hơn 40 phút chờ đợi, Lục Cận Phong cuối cùng cũng đã kết thúc cuộc họp, trở về với vẻ mặt mệt mỏi. Lục Cận Phong không biết Tô Yên đang ở đây, đẩy cửa phòng làm việc liền nhìn thấy Tô Yên, nên rất kinh ngạc, Yên Yên, sao em lại đến đây? Vẻ mệt mỏi trên mặt Lục Cận Phong chợt biến mất sạch, nhìn thấy Tô Yên, trên mặt anh chỉ còn lại nụ cười mà thôi. Đến gặp các anh Tô Yên nói, Tiểu Duy và Lệ Quốc Minh đã rời đi rồi. Nhất thời em không biết làm sao, cho nên em tới tìm anh để bàn bạc. Việc đó đã xảy ra khi nào? 6 giờ chiều hơn, Tiểu Duy gọi điện thoại cho em. Chẳng lẽ Lệ Quốc Minh sau khi vượt ngục vẫn chưa rời khỏi đế đô sao? Lục Cận Phong cau mày lạnh lùng. Nhưng bây giờ chắc là đã rời khỏi rồi, nếu không thì Tiểu Duy đã không gọi cho em. Nhắc đến Tô Duy, Tô Yên lại tức giận, khó khăn lắm mới cứu được nó ra, nếu nó đi theo lệ quốc minh, thì cả đời này của nó căn bản đã là kết thúc rồi. Em đừng quá bi quan. Cúc này lệ quốc minh đưa Tô Duy đi chắc là chỉ vì Tô Duy là con của ông ta. Lục Cận Phong phân tích chắc là lệ quốc minh đã về nước em mờ rồi. Một khi ông ta đến đó, cảnh sát ở đây mà muốn bắt ông ta trở lại, chắc là sẽ rất phiền phức. Việc truy bắt qua biên giới chắc chắn là khó khăn vô cùng gạt chuyện của lệ quốc minh qua một bên trước đã. Hai tay Tô Yên ôm ngực, nhìn chằm chằm lục cận phong, chuyện của lệ quốc minh có phiền phức hay không khoan hẳn nói đến, nhưng em biết anh đang gặp rắc rối. Anh thì sao? Lục cận phong bối rối, mỉm cười, yên yên, ai đã chọc vào em rồi, nổi giận đến vậy à? Tô Yên dùng một chân đá văng ghế sofa ra, để người đó có thể nhìn thấy chiếc tất màu ra trên mặt đất. Anh giải thích thế nào đây? Tô Yên hỏi tội, ban nãy em vừa tìm thấy một cái bọc đã qua sử dụng trong thùng rác. Ngoài ra, đôi tất này giống hệt như cái của thư ký mới đến tên Trình Mẫn Mang. Lục Cận Phong chợt nhận ra mợ lục đây đang ghen rồi. Mợ lục, nếu anh nói là không biết thì em có tin không? Tô Yên rung chân, diễu cợt một câu, anh nói xem. chương 271, xin phá sản đi. Chân Tô Yên càng run lên dữ dội, trong lòng Lục Cận Phong lại càng hoảng sợ hơn. Nhưng anh thật sự không biết những thứ này ở đâu ra, anh vô cùng oan uổng. Yên Yên, em nghe anh giải thích. Được, anh giải thích đi. Là thế này, trình mẫn này là người mới đến, người bên dưới tuyển dụng, anh cũng không có hỏi đến. Tô Yên ngoảnh đầu sang một bên nói, em không nghe, em không nghe. Lục Cận Phong, đây không phải là kiểu ngang ngược không nói lý lẽ điển hình sao? Người bảo anh giải thích là Tô Yên, người không muốn nghe giải thích cũng là Tô Yên làm đàn ông cũng khổ quá rồi vậy được thôi lục cận phong lại thở dài một hơi nói nếu em đã không nghe vậy thì xem đi trong phòng làm việc của lục cận phong có camera giám sát muốn biết tại sao trong phòng làm việc lại xuất hiện những thứ này chỉ cần xem video giám sát là biết ngay lục cận phong trích xuất video giám sát ra rất nhanh đã trích ra được sự thật đôi vớ da và bao cao su trong thùng rác đều do thư ký tên là trình mẫn này làm còn về mục đích làm vậy thì trong lòng cũng tự hiểu được. Còn trẻ như vậy mà lòng dạ lại thâm sâu quá. Có chứng cứ rành rành, Lục Cận Phong đứng thẳng lưng lên, nói chuyện cũng mạnh mẽ hơn nhiều, yên yên, em cũng không tin tưởng anh quá rồi. Lục Cận Phong làm ra vẻ thất vọng, giọng điệu rất đau lòng. Tô Yên chừng mắt lườm Lục Cận Phong một cái, nói, nếu bà đây không tin anh, vừa nãy đã lấy ra pháp ra chăm sóc anh rồi, hơn nữa suy cho cùng vẫn là số đào hoa anh gây ra, trách nhiệm của anh hết. Đúng đúng đúng, vợ nói gì cũng đúng. Lục Cận Phong thuận theo Tô Yên nói, anh lập tức đuổi việc cô ta ngay. Lục Cận Phong không chỉ đuổi việc trình mẫn, tất cả nữ nhân viên của phòng thư ký đều phải đổi thành nhân viên nam, đầy tất cả nữ nhân viên của công ty vào lãnh cung hết. Mọi người trêu đùa qua lại, vẫn có rất nhiều người ngưỡng mộ Tô Yên. Cả đời người phụ nữ có thể có được tình cảm chân thành như vậy, có thể có được một người đàn ông mọi lúc mọi nơi đều nghĩ đến mình, đó chính là chuyện đáng để khoe khoang và hạnh phúc biết bao. Chuyện của Tô Duy cũng trở thành chuyện Tô Yên lo lắng nhất, cô vẫn không liên lạc được với cậu ta, cô không thể làm gì hơn chỉ đành nói với Lâu Doanh. Lâu Doanh cũng ở nước M, nếu như Lệ Quốc Minh đưa Tô Duy đến nước M thật, không chừng Lâu Doanh còn có cách để đưa người trở về. Lâu Doanh biết được Tô Duy đã nhận Lệ Quốc Minh, còn đi cùng Lệ Quốc Minh cô ta tức giận mắng trong điện thoại ăn cháo đá bát đi theo chịu chết đi ngoài miệng mắng như vậy nhưng sao lâu doanh có thể không quan tâm được tô duy chính là em trai ruột của cô ta tô yên gọi điện thoại xong cô nghĩ có lâu doanh ở đó trong lòng cũng bình tĩnh hơn một chút hạ phi vừa trở về từ nhà cũng lại phải ra ngoài tô yên nhìn thấy vẫy tay gọi cục cương ngà con đi đâu đó thầy xa tìm con đề tài làm lúc trước đã có tiến triển rồi bảo con qua đó hạ phi bước đến nói mẹ có việc gì sao cục cương à sau này con muốn làm bác sĩ sao tạm thời chưa có ý định này nhưng học nhiều thêm một chút cũng không phải là chuyện xấu giọng điệu của hạ phi toát lên sự sâu xa không phù hợp với lứa tuổi nói con muốn giống như cha trở thành một người tài giỏi có chí lắm tô yên vô cùng vui mừng nói hạ vũ mặc từ trên lầu đi xuống bỗng nhiên chêm thêm một câu anh ơi không phải người giỏi nhất trong nhà chúng ta là mẹ sao? Nếu Lục Cận Phong có ở đây, nghe những lời này chắc chắn sẽ rất tổn thương. Địa vị trong nhà, vừa nhìn đã biết ngay. Tô Yên bị chọc cười nói, giác ngộ sâu sắc ghê. Hạ Phi nói, bàn về vũ lực thì cha giỏi nhất, còn bàn về lực sát thương đương nhiên mẹ giỏi hơn rồi, ai bảo mẹ là người cha yêu thương nhất chứ? Sao hôm nay hai đứa con dẻo miệng vậy, ai dạy đó? hạ phi và hạ vũ mặc cùng đồng thanh bọn con biết thức thời mà tô yên hai đứa con trai này suy nghĩ cũng rất chín chắn hạ phi lại nói mẹ ơi cha nói đợi các em trai trong bụng chào đời sau này năm người đàn ông bọn con sẽ bảo vệ mẹ vậy chẳng phải mẹ sẽ rất ngầu sao tô yên nghĩ đến cảnh tượng đó năm người đàn ông vây quanh cô quả thật là đứng trên đỉnh cao của cuộc đời mà đừng thấy lục cận phong ngoài miệng nói không thích con trai nhưng nếu như là con trai của mình thật anh cũng rất quan tâm dù sao thì lúc mang thang hạ phi và hạ vũ mặc lục cận phong không ở cạnh tô yên lần này lại mang thai hai bé trai song sinh cho dù lục cận phong buồn vì không phải con gái nhưng anh cũng rất yêu thương ba mẹ con cô hạ vũ mặc cười nói chắc chắn rồi hạ phi còn vội đến chỗ xa thành nhị nói mẹ ơi con phải đi rồi sắp đến giờ hẹn với thầy xa rồi đi đi bảo vệ long đưa con đi Hạ Phi đã đi, Tô Yên lại nhìn sang Hạ Vũ mặc nói, Tiểu Vũ, mẹ tìm cho con một trường học rồi, ngày mai đi học nhé. Hạ Vũ mặc đã rất lâu không đến trường, cho dù Lục Cận Phong có thể mời thầy giáo đến nhà dạy, nhưng suy cho cùng vẫn không sánh được với bầu không khí ở trường. Mẹ ơi, vậy anh con có đi không? Với chỉ số thông minh của anh trai con, không cần đi học tiểu học nữa. Tiểu Vũ cũng đã hơn 5 tuổi, tôi yên không cho Tiểu Vũ đi học mẫu giáo nữa, vào thẳng tiểu học. Hạ Vũ Mặc, cậu bé có cảm giác chỉ số thông minh của mình đang bị dẫm đạp dưới đất. Mẹ à, con đã tự học xong kiến thức trung học cơ sở rồi, mẹ bảo con đi học tiểu học, như thế cũng làm khó con quá. Cục cương à, con mới hơn 5 tuổi thôi, có thể đừng xuất sắc hơn người như thế được không? Tô Yên kinh ngạc, cả thế giới biết bao nhiêu năm mới xuất hiện một thần đồng như vậy, mấy năm trước có một đứa trẻ 11 tuổi nhận được giấy báo trúng tuyển của Đại học Harvard, như thế đã xuất sắc lắm rồi, bây giờ nhà cô có tới hai đứa con trai thần đồng, thật sự chịu không nổi mà. Hạ vũ mặc buông thóng hai tay, vẻ mặt bất lực nói, cũng hết cách, ai bảo gen của cha mẹ tốt như vậy. Con vẫn nên đi học tiểu học trước đi, cùng lắm thì mẹ đồng ý mỗi năm cho con nhảy lớp một lần. Tô Yên không muốn hai đứa con trai của mình đều quá nổi bật, bây giờ vẫn còn nhỏ, vẫn chưa đến lúc để bọn chúng tỏa sáng. Vậy được thôi, cứ coi như đi chơi vậy. Những ngày tiếp theo vẫn rất yên bình. Tô Yên đi khám thai định kỳ, Lục Cận Phong cho dù bận cách mấy cũng sẽ bớt chút thời gian đi cùng Tô Yên. Sau khi Tô Duy đi cùng với Lệ Quốc Minh, hoàn toàn không có tin tức gì, lâu doanh cũng không có tin tức. Mùa đông lạnh lẽo lặng lẽ trôi qua, đã sắp bước sang mùa xuân rồi. Lục Cận Phong lại càng bận rộn hơn, Tô Yên đã mấy ngày liền không nhìn thấy Lục Cận Phong. Sau khi Trần Tố Anh xuất viện, mỗi ngày đều đến ở cùng Tô Yên cho cô đỡ buồn. An Hinh cũng cách xăm ba hôm lại đến ngồi một chút, như thế Tô Yên mới không thấy quá buồn chán. Chớp mắt, bụng của Tô Yên cũng được 8 tháng rồi, cô đã từng bị xuất huyết một lần. Bên phía bệnh viện đề nghị giữ lại thai, nếu thật sự không được nữa thì chỉ có thể cho đứa bé chào đời sớm. Càng đến gần ngày sinh trong lòng Tô Yên lại càng lo lắng. Tô Yên đã nhập viện để theo dõi. Lục Cận Phong, em thấy hơi sợ. Ban đêm Tô Yên phải nắm lấy tay Lục Cận Phong, nếu không cô sẽ không ngủ được. Lục cận phong túc trực bên giường, nói có anh ở đây mà, mau ngủ đi. Đôi mắt lục cận phong hằn lên tia máu, anh cũng đã lâu không nghỉ ngơi đàng hoàng rồi. Lục cận phong, có phải công ty xảy ra chuyện gì không? Không có lục cận phong cười nói, có chồng em chấn giữ, có thể xảy ra chuyện gì được sao? Đúng rồi, đã lâu em không thấy Hạ Huy rồi, không phải anh ta đến nước em mờ rồi sao, vẫn chưa về à? Chưa, tạm thời anh để cậu ta ở bên đó, bảo cậu ta ở đó trông chừng, không phải Tô Duy cũng ở đó sao? Đúng lúc có thể nghe ngóng chút tin tức. Ồ, trong lòng Tô Yên hơi hoang mang, nhưng vẫn không chống lại được cơn buồn ngủ ập đến. Chưa được bao lâu Tô Yên đã ngủ rồi. Lục Minh Khánh xuất hiện ở trước cửa, Lục Cận Phong đắp chăn cho Tô Yên xong mới ra ngoài. Ra ngoài nói chuyện, đóng cửa lại, Lục Cận Phong bước ra xa một chút nói, sao cậu lại đến đây? Lục Minh Khánh muốn nói rồi lại thôi, anh cả, nếu như chống đỡ không nổi thì xin phá sản đi. Chương 272, hỏi mượn tiền cha vợ. Anh cả, anh vẫn còn kiên quyết chống đỡ à? Em nghe người ta nói hết rồi, bên phía ngân hàng đều đang rục anh trả tiền, nguồn vốn đều bị chặn đứt hết, tung ra thị trường thất bại, tổng giá trị cổ phiếu trong một đêm đã bốc hơi hết 700 tỷ, các cổ đông đều nóng lòng muốn rút cạn giọt máu cuối cùng của tập đoàn Lục thị. Lục Minh Khánh lấy một tấm thẻ ra, hùng hồn nói, trong đây không có nhiều, chỉ có 5.000 vạn, anh cứ lấy đi giải quyết chuyện khẩn cấp. Lục Cận Phong cười nói thôi, chút tiền này của cậu còn không đủ trả lãi một ngày nữa cậu cứ giữ lại đi. Anh cả, đừng chê ít, chị dâu sắp sinh rồi, cứ coi như tiền mua sữa cho con đi. Lục Minh Khánh kiên quyết nhét thẻ cho Lục Cận Phong, nói em tự thành lập văn phòng làm việc, có điện ảnh vạn thị, em muốn có tiếng tăm thì có tiếng tăm, muốn có tiền thì có tiền. Lịch phát sóng đều đầy cả rồi, anh không cần lo cho em." Lục Cận Phong thở dài một hơi nói, "Cảm ơn nhé, em trai." Cho dù đối mặt với việc phá sản, Lục Cận Phong cũng không lộ vẻ lo lắng, rất thản nhiên, hoàn toàn không giống như người sắp phá sản. Lục Minh Khánh là người đầu tiên ở nhà họ Lục đến cho anh tiền, mặc dù chẳng thấm vào đâu, nhưng cũng rất đáng quý. Mấy tháng nay tập đoàn Lục thị liên tục chịu thiệt hại nặng nề, không thuận lợi ở mọi mặt, bị lỗ vốn liên tục ngay cả bên phía ám giả cũng rất không thuận lợi bị mất liên tiếp mấy tuyến vận chuyển trên thị trường xuất hiện một lô hàng giống hệt như hàng của ám giả giả cả bằng một phần của bên anh quả thật rất rẻ ai lại không đi nhặt món hời này chứ một nước đứng đầu thương mại làm càng lớn thường sẽ càng khó vượt qua được những thiệt hại nghiêm trọng giống như bài tarot một lá sụp đổ toàn bộ phía sau sẽ sụp đổ theo lục minh khánh lo lắng nhìn phòng bệnh hỏi, anh cả, anh định khi nào nói mọi chuyện cho chị dâu biết. Đợi sinh con xong rồi nói. Lục cận phong vỗ vai Lục Minh Khánh nói, cậu về nghỉ ngơi sớm đi, bên phía ông nội cậu dành chút thời gian qua đó chơi. Được. Lục Minh Khánh nói, anh cả, vậy em đi nhé. Tin tức tập đoàn Lục Thị sắp phá sản bây giờ vẫn còn chưa đồn ra ngoài, Lục Cận Phong bảo mọi người giữ kín chuyện này, ít nhất cũng không thể để Tô Yên biết trước khi cô sinh con xong sau khi lục minh khánh rời đi lục cận phong hút hết điếu thuốc trên hành lang mới quay người bước vào phòng bệnh anh nhận ra tô yên chưa ngủ anh vội vàng kiềm chế cảm xúc đổi thành nụ cười nói yên yên sao lại dậy rồi qua đây tô yên lạnh lùng nói lục cận phong bước đến nắm lấy tay tô yên tay còn lại đặt lên bụng tô yên nói có phải hai đứa nhóc thối này không nghe lời lại phá em đúng không tô yên nghiêm túc nhìn lục cận phong nói nói sự thật cho em biết đi có phải nhà chúng ta sắp phá sản rồi không?" Nụ cười trên mặt Lục Cận Phong chợt cứng đờ, dưới ánh mắt của Tô Yên, anh cũng không nói dối được nữa. Ngay sau đó, anh thành thật nói, "Ừm, um, cũng gần như vậy, sắp phá sản rồi." Nghe thấy tin sắp phá sản, Tô Yên chỉ than thở một chút, hai tay ôm lấy mặt Lục Cận Phong nói, "Thứ đáng giá nhất trong nhà chúng ta không phải là của cải, mà vẫn luôn là anh và các con." Cho nên, cho dù phá sản thật, cô cũng sẽ không nghĩ là phá sản. Những lời này của Tô Yên khiến một người đàn ông hơn 30 tuổi đầu là Lục Cận Phong đỏ mắt nói, "Yên yên." Những lời này ấm áp hơn bất kỳ lời nói nào. Không hề than trách, không hề nói những lời cổ vũ anh cố gắng chịu đựng, chỉ một câu thản nhiên chấp nhận, nhẹ tựa như mây, khiến cả người Lục Cận Phong tràn đầy sức sống. Lạc Đà Gầy vẫn hơn con ngựa béo mà, anh lấy tư cách của bọn trẻ ra gom được chút tiền, cũng được khoảng mấy ngàn vạn, đủ cho cả nhà chúng ta sống rồi vừa rồi Lục Minh Khánh đã đưa 5 ngàn vạn, nói là tiền mua sữa cho con, em cầm lấy đi. Lục Cận Phong nhét thả vào tay Tô Yên. Người có tiền đúng là khác người, phá sản cũng có được số tiền người khác kiếm cả đời cũng chưa chắc có được. Nhìn thấy tấm thẻ ngân hàng, Tô Yên nhớ ra một chuyện, hỏi bây giờ tình hình công ty thế nào? Nợ ngân hàng khoảng 89 gì đó. Tô Yên hít sâu một hơi nói, 8900 tỷ. Lục Cận Phong gật đầu, nói thêm đây chỉ là nợ ngân hàng những chỗ lặt phạt khác cộng lại cũng khoảng mấy trăm tỷ nữa bên phía ám giả cũng nứt nguồn vốn trước đây không lâu vạn nhất lấy tiền mua một lô hàng bị gài bẫy thiệt hại gần trăm tỷ lục cận phong bắt đầu kể hết đầu đuôi ngọn ngành cho tô yên tô yên nghe xong tê tái cả ra đầu sau cùng còn cảm thán một câu lục cận phong so sánh với anh xong em bỗng nhiên cảm thấy mình trước đây như sống trong khu ổ chuột vậy người nghèo mắc nợ đều lấy vạn làm đơn vị người giàu mắc nợ đều tính bằng tỷ. Cuộc đời chính là một ván cược, tay không mà đến, gây dựng nước non, nhưng mọi thứ cũng có thể quay về con số không. Lục Cận Phong cười nói, bây giờ hoàng tử của em cũng sắp bước vào khu ổ chuột rồi. Vậy anh cũng là nghèo nạm kim cương mà. Với năng lực và sự vững vàng của Lục Cận Phong, không đến nổi chỉ trong vài tháng đã ra nông nỗi này. Tô Yên tinh ý nhận ra có gì đó không đúng, bị trả thù sao? yên yên của anh thông minh thật, cái gì cũng không giấu em được. Lục cận phong xoa đầu Tô Yên nói, thiên lang và địa sát hợp sức với nhau rồi, với thế phản công giết địch một ngàn mình bị thiệt hại tám trăm này, chồng của em là người trần mắt thịt, không phải thần tiên, không thể tránh khỏi sơ suất được, yên 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 tâm, chồng em có thể một tay gây dựng nước non, cũng có thể trở mình lần nữa. Tô Yên nhìn thấy được vẻ ung dung thong thả trong lục cận phong. Có tiền hay không có tiền cũng không ảnh hưởng đến Tô Yên lắm, chỉ cần có đôi bàn tay, dựa vào cái đầu của cô và Lục Cận Phong chắc chắn sẽ không chết đói được, hơn nữa muốn làm lại từ đầu, điểm xuất phát của hai người cũng hơn hẳn người khác. Tô Yên chỉ lo tâm trạng của Lục Cận Phong, chỉ cần Lục Cận Phong vẫn ổn, vậy thì cô yên tâm rồi. Tô Yên cũng đưa tay vuốt ve mái tóc Lục Cận Phong, dịu dàng nói, em tin anh, anh thắng rồi, em thống trị đất nước với anh, anh thua rồi, em sẽ làm lại từ đầu với anh đời người mấy chục năm cũng chỉ như vậy thôi, lên voi xuống chó mới kích thích. Tâm trạng của hai người quả thật là rất đáng khen. Tô Yên cũng đoán được bên trong cũng có phần của Tần Nhã Hân, trước đây Tần Nhã Hân gọi điện đe dọa cảnh cáo, mấy tháng nay Tần Nhã Hân và Lệ Quốc Minh cũng không có tin tức gì, hóa ra là đang âm thầm bày mưu. Lục Cận Phong cảm động ôm trầm lấy Tô Yên, nói đùa, trước đây anh còn sợ em biết được sự thật sẽ bỏ chạy đó, vừa ngồi vào vị trí của mợ lục chưa hưởng thụ được bao lâu đã sắp mất hết rồi. Bốn đứa con trai, em bỏ chạy, vậy không phải hời cho anh quá sao? Tô Yên chừng mắt với anh, chợt nhớ ra một chuyện, nói tiếp, đúng rồi, trước đây ông Tần có cho em 50 tỷ đô la Mỹ, em không lấy bây giờ anh nợ nhiều tiền như vậy, em gọi điện thoại bảo ông Tần mang đến cứu nguy. Tô Yên vừa nói vừa tìm điện thoại, em lớn như vậy rồi, ông Tần cũng chưa từng cho em được bữa cơm hay một các bạc nào, lần này em phải gặm ông ấy, để ông ấy cho chút máu. Yên yên, bảo cha vợ mang tiền đến, có phải không hay lắm không? Lúc Lục Cận Phong nói, bèn móc điện thoại ra nói với Tô Yên, dùng điện thoại của anh đi. Tô Yên, Tô Yên quả thật không nhịn được cười nữa, cô mỉm cười vỗ vào tay Lục Cận Phong nói, anh cũng khách sáo ghê. chương 273, hai cặp song sinh làm cả nhà họ Lục phá sản rồi. Lục Cận Phong đưa điện thoại cho Tô Yên còn nói một câu, đoán chừng lúc này cha vợ không lấy ra được đồng nào đâu, Tần Nhã Hân có thể nắm địa sát trong tay, hợp tác với Lệ Quốc Minh chơi một ván lớn như vậy, phía sau không thể không tốn tiền được. Các ông lớn đánh nhau đều tốn tiền tỷ. Tô Yên cao mày nói, tiền của ông Tần cho Tần Nhã Hân hết rồi sao? Em không lấy, vậy ngoài Tần Nhã Hân ra, ông ta còn cho ai được nữa? Tô Yên bỗng chốc chán nản nói, biết trước em đã lấy tiền rồi, Tần Nhã Hân cũng không có vốn đối đầu với nhà họ Lục. Một người khi đã quyết tâm làm chuyện gì đó, cô ta có thể có hàng trăm cách để làm. Lục Cận Phong nói thêm, mười mấy tỷ đô la cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc thôi, lần này tập đoàn Lục thị thiệt hại mấy trăm tỷ, Tần Nhã Hân và Lệ Quốc Minh ít nhất cũng tốn hết gần trăm tỷ. Dù sao Lục Cận Phong bây giờ cũng nghèo rồi. Hai bên đều thiệt hại. Cái gọi là giá trị bản thân cũng chỉ là tổng giá trị cổ phiếu tính ra thôi giống như bọt biển vậy, đâm một cái lại vỡ ngay. Hai tay Tô Yên chống cằm, nhìn Lục Cận Phong, chậm rãi nói, chồng à, đối mặt với phá sản mà anh còn bình tĩnh như vậy, vậy còn có chuyện gì có thể khiến anh kích động được không, hoặc là khiến anh căng thẳng, sốt ruột tức giận gì đó. Lục Cận Phong còn bắt đầu suy nghĩ thật, sau đó nói, trừ việc vợ anh bỏ chạy theo người ta, chắc cũng không có chuyện gì nghiêm trọng hơn nữa. Tô Yên lập tức cảm động đến nỗi ngân ngấn nước mắt nói, Lục Cận Phong, anh không tiến bộ gì hết, anh đẹp trai như vậy, còn sợ thiếu vợ sao, cứ phải để nửa đêm dùng những lời như vậy lấy đi nước mắt của em. Có bốn đứa con trai, nhà thì phá sản, lại từng kết hôn 5 năm, có cô gái nào dám gả vào nữa chứ? Lục Cận Phong cưng chiều véo mũi Tô Yên nói, em có hai con át chủ bài như vậy, cứ ngồi vững trên vị trí bà Lục đi, người khác cũng không dám tiếp nhận thay em đâu, em có thể yên tâm ngủ rồi. Tô Yên cười trách móc, đó chẳng phải tại anh gieo mầm không đúng chỗ, sinh con cũng không trách em được. Được, tại anh hết. Lục cận phong dỗ dành nói, ngủ đi, nghỉ ngơi lấy sức, chiều mai có thể sẽ làm phẫu thuật đó. Nếu như vẫn tiếp tục xuất huyết, vậy thì phải nhanh chóng mổ thôi. Anh ở đây với em đi, em sợ tối. Tô Yên trở nên rất bám người, cứ cách hai tiếng bác sĩ lại đến nghe tim thai, nếu lục cận phong không có ở đây, cô thật sự rất hoảng sợ và lo lắng. Được, anh sẽ luôn ở đây. Dù sao chuyện phá sản cũng không cứu được nữa rồi, vậy thì cứ yên tâm ở bên cạnh giúp vợ sinh con thôi." Lục Cận Phong đã đồng ý với Tô Yên, anh cũng chưa từng nuốt lời, anh thật sự cứ ở trong bệnh viện không rời đi phút nào. Ngày hôm sau, tin tức tập đoàn Lục thị xin phá sản lan truyền nhanh chóng, tin tức bay đi khắp nơi, lời đồn kiểu gì cũng có. Lục Cận Phong cũng không thèm quan tâm, cũng không bảo người khác ngăn chặn tin tức. Ông cụ Lục và Trần Tố Anh đều biết cả rồi, hai người cũng không hốt hoảng, chỉ gọi điện cho Lục Cận Phong hỏi Tô Yên khi nào làm phẫu thuật. Thời gian phẫu thuật đã được lên lịch, vào 5 giờ chiều. Ông cụ Lục và Trần Tố Anh đều đến bệnh viện trông coi từ sớm. Sau khi vợ chồng Lý Ngục Sinh và Lưu Tuyết Lam xem thời sự, biết được nhà họ Lục xảy ra chuyện, Tô Yên lại ở bệnh viện chờ sinh, hai người cũng vội đến bệnh viện. Lúc An Hinh xem tin tức cũng chạy đến bệnh viện ngay bạn bè người thân lần lượt chạy đến bệnh viện còn chưa bắt đầu phẫu thuật trong phòng bệnh đã có một đám người ngồi đó mọi người đều trợn mắt há mồm đưa mắt nhìn nhau tô yên nằm trên giường bệnh nhìn mọi người trong phòng trong lòng cảm động không nói nên lời tô đình nghiêm và hạ phi cùng hạ vũ mặc cũng ở đó hạ phi nói mẹ ơi mẹ đừng sợ chúng ta nhiều người như vậy đều ở đây với mẹ hạ vũ mặc nắm lấy tay tô yên nói mẹ nếu mẹ sợ thì mẹ cứ hét lên Hét lên rồi sẽ không sợ nữa. Cơn đau lúc sinh nở, mấy năm trước cô đã trải qua một lần, Tô Yên đến giờ vẫn còn nhớ như in. Nghĩ đến việc sắp được gặp hai đứa con trai, còn có nhiều người như vậy bên cạnh, Tô Yên cũng không cảm thấy sợ nữa. Tô Yên được đẩy vào phòng phẫu thuật trước, Lục Cận Phong muốn được ở cạnh cô, Tô Yên suy nghĩ một chút lại từ chối. Dù sao việc sinh con cũng máu me be bét, cô lo Lục Cận Phong sẽ bị ám ảnh trong lòng. Bên ngoài cửa phòng phẫu thuật, Lục Cận Phong sốt ruột đứng trước cửa chờ đợi, bạn bè người thân cũng đứng đợi chung, hơn nữa người đến bệnh viện thăm Tô Yên lại ngày càng đông hơn. Chu Kiệt ngồi xe lăn đến, sở hướng Nam Ma xui quỷ khiến thế nào cũng đến bệnh viện. Lục Minh Khánh vứt bảng thông báo trong tay xuống, chạy đến bệnh viện. Lâu Doanh và Bạch Phi Minh cũng vội vàng trở về từ nước M, lúc bọn họ đến vẫn chưa phẫu thuật xong, trong hành lang bệnh viện có rất nhiều người đứng chờ cảnh tượng này làm gì giống như đến trăm người ta sinh con chứ. Trong lúc chờ đợi, ông cụ Lục hỏi Lục Cận Phong, Tiểu Phong, nhà họ Lục sắp phá sản rồi, cháu sắp xếp cho mẹ con tôi yên thế nào đây? Lúc nào tuyên bố phá sản? Lục Cận Phong nói, yên tâm, mọi chuyện đều sắp xếp ổn thỏa rồi, sau khi yên yên sinh con xong, ông và mẹ cháu cũng rời khỏi đế đô trước đi. Được, ông cụ Lục lúc này hoàn toàn nghe theo sự sắp xếp của Lục Cận Phong. Đối với việc tại sao công ty lại ra nông nỗi này, ông Cổ Lục cũng chưa từng hỏi đến, kể từ lúc ông ấy giao công ty lại cho Lục Cận Phong, thành công cũng được thất bại cũng chẳng sao, ông cũng không thèm đoái hoài đến nữa. Cánh cửa phòng phẫu thuật lúc này bỗng nhiên mở ra, bác sĩ bế hai đứa bé ra nói: "Anh Lục, chúc mừng nhé, hai bé trai, một bé 2 ký 6, một bé 2 ký 8, các chỉ số đều bình thường." Lục Cận Phong nhìn một cái, hai đứa bé trắng trẻo, không có chút nếp nhăn nào ấn tượng hai đứa bé để lại cho lục cận phong là rất nhỏ tay chân đều cực kỳ nhỏ trước khi chưa nhìn thấy hai đứa bé này anh còn không biết hóa ra trẻ sơ sinh lại nhỏ nhắn non nớt đến vậy hai đứa bé đảo mắt nhìn xung quanh cánh tay nhỏ nhắn vung vẫy loạn xạ chỉ một động tác nhấc tay nhẹ nhàng cũng làm trái tim người khác tan chảy trần tố anh và ông cụ lục rất vui nhà họ lục lại có thêm con trai rồi con muốn xem em trai hạ phi và hạ vũ mặc rất kích động lẩm bẩm muốn đi xem các em. Lúc lâu doanh nghe thấy là hai bé trai, bỗng nhiên bừng tỉnh, cô ta lại bị lừa rồi. Hai vợ chồng này đúng là gian xảo quá. Chiều này cô ta biết rồi. Hai đứa bé được ông cụ Lục và Trần Tố Anh bế, Lục Cận Phong hỏi bác sĩ, vợ tôi đâu? Cô ấy thế nào rồi? Sản phụ vẫn còn đang khâu vết mổ, phải đợi một lát nữa. Lục Cận Phong thở vào một hơi, sau đó lại nhìn hai đứa bé mới chào đời, lại nhìn sang Hạ Phi và Hạ Vũ Mặc, bốn đứa con trai, hai cặp song sinh. Lục Cận Phong móc điện thoại ra, gọi một cuộc điện thoại đi, vợ tôi lại sinh hai đứa con trai, tuyên bố phá sản di. Bốn đứa con trai, nếu như ở gia đình bình thường thì quả thật giống như quay về khoảng thời gian trước ngày giải phóng. Lâu doanh đương nhiên cũng đã nghe nói chuyện của tập đoàn Lục Thị, nhưng cô ta nghe giọng điệu của Lục Cận Phong sao lại giống như nhà họ Lục phá sản vì bốn đứa con trai này vậy. Vốn dĩ phá sản là một chuyện rất quan trọng, nhưng một câu của Lục Cận Phong bỗng chốc cảm giác thảm thương đó lại biến mất rồi. Lục Cận Phong vừa gọi điện thoại đi chưa được bao lâu, khắp các trang mạng đều toàn là tin tức có liên quan đến nhà họ Lục. Tin tức Tội Yên lại sinh được hai đứa con trai được lên hot search, độ hot còn lấn át cả tin tức tập đoàn Lục Thị phá sản. Thậm chí còn có người trêu đùa trong phần bình luận, nói vì bốn đứa con trai này nên cậu cả Lục mới phá sản. Cũng có người không tin lắm cảm thấy đây là trò đùa của Lục Cận Phong, nhà họ Lục không thể phá sản được. Chuyện này nếu như ở gia đình bình thường, chỉ hai đứa con trai còn nuôi không nổi, huống chi tận bốn đứa, quả thật là áp lực rất lớn. Phần bình luận có người nói đùa, sinh ít nuôi khỏe, cả đời hạnh phúc, bốn đứa con trai, cậu cả Lục tỷ phú cũng phá sản luôn rồi. Từ xưa đến nay, chuyện phá sản của các tập đoàn mà vui như tập đoàn Lục thị vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy những tập đoàn khác phá sản đều rơi vào cảnh thê thảm, phía sau còn có rất nhiều chuyện xui xẻo bám theo, phải chịu đựng liên tiếp những chuyện đen đủi mà mọi người bàn tán, suy đoán nguyên nhân phá sản cũng đa số là vì làm ăn thất bại hoặc là bị người ta chơi xấu. Còn nguyên nhân tập đoàn lục thị phá sản chỉ có một, đó chính là vì nhà họ lục sinh được hai cặp song sinh. chương 274, vạn nhất biết là đánh cuộc. Sau khi miệng vết thương của Tô Yên được khâu lại thì cô được đưa về phòng bệnh, không lâu sau đã tỉnh lại, cảm giác đau đớn từ miệng vết thương ở phần bụng truyền đến khiến cho cô không thể chịu nổi, đến nói chuyện cũng không dám nói to. Các con đâu rồi, Tô Yên còn chưa nhìn thấy con trai vừa sinh. Yên yên, lục cận phong vội vàng đi qua, cầm chặt tay của Tô Yên, vất vả cho em rồi, bọn nhỏ đã được mang đi tắm rửa, chờ một lúc nữa sẽ được ôm trở lại. Tô Yên cần được tĩnh dưỡng, ông cụ lục và Tô Đình Nhiên cũng đều ở bên ngoài không tiến vào. Miệng vết thương của Tô Yên rất đau, cô nằm cả buổi cũng không dám nói câu nào chứ nói chi đến việc xuống giường, quả thực nghĩ cũng không dám nghĩ. Một lúc sau, hai đứa trẻ đã tắm rửa sạch sẽ được ôm vào, Tô Yên ngắm nhìn hai đứa trẻ bé bỏng, đến trái tim cũng đều mềm nhũn ra. Tại sao hai đứa đều giống anh vậy, một chút cũng không giống em? Tô Yên cảm thấy bất bình, khuôn mặt của cả hai đứa trẻ lại giống lục gận phong như đúc vậy. Vẫn còn chưa nảy nở đâu, đợi đến lúc chúng lớn hơn một chút biết đâu lại giống em thì sao lục cận phong sờ bàn tay nhỏ nhắn trơn mịn của đứa trẻ anh cẩn thận từng ly từng tí sợ làm đau con tô yên nhìn hai đứa trẻ trên mặt nở nụ cười đau đớn cũng thấy đáng giá đã đặt tên cho con chưa đặt rồi một đứa là bé ba một đứa là bé tư tô yên cô thật sự không nhịn được nữa đưa tay lên đánh cho lục cận phong một cái làm gì có ai đặt tên tùy tiện như vậy chứ đặt tên con trai chứ có phải là nạp tiền điện thoại đâu, đến tên gọi cũng không được quan tâm. Việc đặt tên cho con gái trước đó ngược lại lại rất tích cực. Tô Yên vừa dùng sức, đã động đến miệng vết thương, đau đến mức cô hít vào một ngụm. Yên yên, em không sao chứ. Lục cận phong vội vàng xoa dịu, đừng tức giận, ông đã đi đặt tên rồi, bé ba và bé tư chỉ là nhũ danh mà thôi, để cho dễ kêu ấy mà. Tô Yên lườm lục cận phong một cái, cũng không buồn nói chuyện với anh. Lâu Doanh và Bạch Phi Minh nghe nói Tô Yên đã tỉnh nên ở bên ngoài gõ cửa chị, em vào nhé. Cửa bị đẩy ra, Lâu Doanh và Bạch Phi Minh tiến vào. Tô Yên không biết Lâu Doanh đã ở đây trước đó, cũng mấy tháng rồi không gặp Lâu Doanh và Bạch Phi Minh, đột nhiên nhìn thấy bọn họ cô vô cùng vui vẻ. Lâu Doanh, Phi Minh. Tô Yên không dám động mạnh, nói chuyện cũng chỉ dám nói nhỏ nhẹ mà thôi. Chị, có phải sinh con rất đau không? Lâu Doanh nhìn thấy mặt Tô Yên trắng bệch, cô ấy cảm thấy việc sinh con vô cùng đáng sợ, phải rạch một đường dài như vậy ở trên bụng rồi lấy ra hơn 10 cân, chắc chắn sẽ rất đau. Đúng rồi, sau này vết thương ở bụng có để lại sẹo không? Nếu để lại sẹo sẽ rất xấu. Em nghe nói sau này bụng còn chảy xệ xuống, chị đứa bé cũng đã sinh rồi, tại sao bụng lại còn to như vậy? Vốn sinh con là một chuyện rất hạnh phúc, bị lâu doanh nói như vậy, Tô Yên cũng cảm thấy việc sinh con có hơi đáng sợ. Khuôn mặt Lục Cận Phong đen như đáy nồi, em vợ cô đến là để thăm chị cô hay là đến để gây thêm phiền phức thế? Em đến thăm chị em. Lâu doanh cười nói, chỉ là em tò mò hỏi một chút thôi mà. Lục cận phong tiếp tục lạnh mặt, tò mò thì cô tự mình sinh một đứa, rồi tự mình trải nghiệm đi. Anh rể, tại sao anh lại nhỏ mọn như vậy, đến chị em còn không nói gì đây này? Tô Yên lấy tay che lại miệng vết thương, nhẹ nhàng nói, chị ngược lại muốn nói miệng vết thương rất đau. Bụng Tô Yên quả thực rất đau, giống như là bị đầy hơi, bụng thì sệ xuống, đúng là trong thời gian ngắn không thể hồi phục được. cô cũng lo lắng không thể hồi phục được, sau này sẽ thành bụng to. bạch phi minh từ xa liếc nhìn đứa trẻ, nhìn cũng rất đáng yêu. tô yên, đây là lì xì của tôi cho bọn nhỏ, một chút tấm lòng mong cô nhận lấy. bạch phi minh lấy ra hai bao lì xì đưa cho tô yên. phi minh cô cũng quá khách khí rồi, vậy tôi thay bọn nhỏ cảm ơn cô nhé. tô yên nhận lấy bao lì xì mà động tác còn rất nhanh, sau đó hai vợ chồng đồng loạt nhìn về phía Lâu Doanh, như thể muốn nói tiền lì xì của cô đâu. Lâu Doanh âm thầm trừng mắt với Bạch Phi Minh, thầm nói cậu chuẩn bị tiền lì xì tại sao lại không nói với tớ một tiếng, tớ không có chuẩn bị đây này. Tốt xấu gì cũng điện báo cái chứ. Bạch Phi Minh nói, tớ nghĩ cậu đã chuẩn bị rồi. Lục Cận Phong hàm xúc nói, em vợ này, tâm ý của cô đâu? Không có bao lì xì, cũng không có tiền mặt, hôm nào. Tô Yên nói có thể chuyển khoản. Lâu Doanh, đúng là gia tộc ma cà rồng mà. Lâu Doanh lấy điện thoại ra, hỏi Bạch Phi Minh, cậu cho bao nhiêu tiền vào bao lì xì? Cho. Không đợi Bạch Phi Minh nói xong, Tô Yên đã ngắt lời. Lâu Doanh à, Phi Minh cho bao nhiêu đó là tâm ý của Phi Minh, em là gì nhỏ của bọn nhỏ, sao có thể keo kiệt được, đúng không? lâu doanh thịt đau như cắt, dường như em có thể nhìn thấy được những ngày lễ Tết của mình sẽ ra sao rồi. Làm lụng một năm vất vả đều bị bốn đứa con trai của chị ép khô, khi đó lại trở về thời kỳ trước giải phóng rồi. Lâu doanh trực tiếp chuyển cho Tô Yên 20 vạn, một chút tiền đó đối với lâu doanh chỉ là hạt bụi mà thôi. Tô Yên cười nhận, nói, vậy em nhanh chóng kết hôn rồi sinh em bé đi, đến lúc đó toàn bộ tiền đã xuất ra sẽ lập tức trở về em phải mang thai bốn đứa mới có thể bằng chị được, ngẫm lại một chút vẫn là thôi đi, nuôi dưỡng con cái quá tốn kém, anh rể cũng bị hai đứa lớn làm phá sản rồi, tiền của em vẫn là giữ lại để dưỡng lão cho chính mình đi. Lâu doanh dùng mình, bốn đứa trẻ, bụng của cô ấy sẽ bị vỡ ra mất. Tô Yên nhìn về phía lục cận phong, anh tuyên bố phá sản rồi hả? Lúc con trai được ôm vào, anh đã cho người tuyên bố phá sản rồi. Bây giờ anh còn thiếu nợ bao nhiêu tiền? tiền của con trai chúng ta có thể thu hồi lại được không? Lâu doanh mở to hai mắt nhìn cặp vợ chồng này, thật là biết cách làm ăn mà. Lục cận phong ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, còn lâu mới đủ, em trước tiên cứ an tâm tính dưỡng đi, còn chuyện tiền nong cứ để anh lo. Tô Yên nhìn hai đứa trẻ đang ngủ trong giường em bé, phá sản thì sao chứ, người mới là quan trọng nhất. Dưới sự nhắc nhở của Lục Cận Phong, Lâu Doanh nhớ ra một việc chị chuyện anh rể múa thoát y, định bao giờ múa thế. Hai đứa con trai, tôi yên đánh cuộc thua rồi. Trước đó lâu doanh bị sụp hố, có chơi có chịu đã tỏ tình với vạn nhất, bây giờ tôi yên cũng phải tuân thủ lời hứa. Múa, chắc chắn sẽ múa. Tô Yên tủm tìm nhìn về phía Lục Cận Phong, so với lâu doanh cô càng hy vọng được xem Lục Cận Phong mua thoát y hơn, hay là mặc bikini hai mảnh đi, chắc chắn sẽ rất gợi cảm. Lục Cận Phong, cô vợ này, cũng quá biết đào hố cho chồng đi. Lâu doanh vỗ tay nói, anh hùng chung chí hướng, anh định khi nào múa. Lâu doanh nóng lòng không thể chờ đợi được nữa. Tô Yên đang muốn nói cái gì thì lục cận phong vội vàng nói, bà xã à, chúng ta vừa phá sản, nếu anh lại múa thoát y, chắc chắn mọi người sẽ nói anh bị điên rồi, việc này hay cứ chờ một chút, đừng gấp, trận này thua ông xã nhất định sẽ gỡ lại giúp em mà. Lâu doanh đột nhiên mất hứng, anh rể, anh như vậy là chơi xấu rồi, lúc trước em có chơi có chịu, em đã phải tỏ tình với tên vạn nhất kia, khiến cho anh ta cho rằng bà đây nhìn chúng anh ta. Lời còn chưa nói hết, có âm thanh truyền từ cửa ra vào vào, mấy người quay lại nhìn, đứng ở cửa ra vào đúng là vạn nhất người vừa từ Mỹ trở về. Lời nói vừa rồi của Lâu Doanh, toàn bộ rơi vào tai vạn nhất không sót một chữ. Bầu không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh. Lâu Doanh và vạn nhất bốn mắt nhìn nhau, mặt vạn nhất trầm xuống, khuôn mặt vô cùng khó coi, như thể sắp có một cuộc đại chiến thế kỷ chuẩn bị bắt đầu vậy. Lâu Doanh cảm thấy trột dạ, ánh mắt né tránh. Tô Yên và Lục Cận Phong liếc nhìn nhau, Tô Yên vội vàng chuyển hướng chủ đề, "Ông xã à, có phải con trai cần uống sữa rồi không, anh nhanh đi pha sữa đi." "Đi ngay đây." Chương 275, gió nổi bão rông sắp tới. Lần đầu tiên Lâu Doanh có cảm giác có thật giật mình. Tô Yên và Lục Cận Phong cũng không nghĩ tới Vạn Nhất sẽ trở về lúc này lại còn trùng hợp nghe được lời nói kia của lâu doanh nữa. Vạn nhất đứng ở cửa ra vào khoảng chừng 3 phút, lúc này mới đi tới, mắt cũng không thèm liếc nhìn lâu doanh, trực tiếp đi về phía Tô Yên và Lục Cận Phong. Chị dâu, đại ca, chúc mừng hai người, lại có thêm hai đứa nhóc, đây là bao lì xì em tặng bọn nhỏ. Vạn nhất lấy ra hai bao lì xì, Tô Yên thực sự xấu hổ có chút không muốn nhận. Khách khí quá, bình thường vạn nhất đều cười đùa tí tửng, đột nhiên trở lên nghiêm túc, Tô Yên có chút không quen. Vạn nhất nhìn hài đứa trẻ, hỏi, đã đặt tên chưa vậy? Đã đặt nhũ danh rồi. Tô Yên nói, nhóc này gọi là bé ba, còn nhóc này gọi là bé tư. Tên này được, rất dễ nhớ. Vạn nhất nhìn về phía lục cận phong nói, đại ca, em còn có chút việc, em về nhà họ vạn một chuyến. Lục cận phong gật đầu, ừ. Vạn nhất cứ như vậy rời đi, từ đầu tới cuối căn bản không thèm liếc nhìn lâu doanh, hoàn toàn xem cô ấy thành không khí. Bạch Phi Minh đưa tay đụng lâu doanh một cái, lần này hình như đùa hơi quá rồi, tức giận kia. Lâu doanh mạnh miệng nói, anh ta tức giận có liên quan gì đến tớ chứ, chị, em và Phi Minh đi trước đây, chị nghỉ ngơi cho tốt nhé. Lâu doanh và Bạch Phi Minh đi rồi, tôi yên hỏi, lục cận phong, vạn nhất cậu ấy chắc không có việc gì đâu nhỉ. Lúc trước lâu doanh tỏ tình, Vạn nhất tựa như một con chim công xòe đuôi vậy, vô cùng đắc ý, sau khi biết là đánh cuộc, thoáng cái trở nên yên tĩnh hẳn. Khúc mắc giữa hai người bọn họ cũng không phải một sớm một chiều, đừng lăn lộn theo bọn họ. Lục Cận Phong nói, "Yên Yên, em nghỉ ngơi một lát đi." "Được, Tô Yên bị tổn thương nguyên khí rất nặng, cũng muốn nghỉ ngơi thật tốt." Bầu trời bắt đầu sầm xuống. Tập đoàn Lục thị tuyên bố phá sản, trong giới kinh doanh lại trải qua một cuộc thanh trừ lớn sau khi Lý Mục Sinh thăm Tô Yên, cũng lập tức trở về, tập đoàn Lý Thị cũng bị tổn thất ít nhiều, ông ta cũng phải trở về ổn định tình hình. Chuyện nhà họ lục phá sản, khiến cho người ta cảm thán không thôi, đầu rồng trong giới kinh doanh cũng đã bị lật ngã. Đương nhiên, trong chuyện này cũng có người âm thầm vui sướng. Nhà họ lục rất đài, Tô Yên cũng không còn là mợ lục cao cao tại thượng nữa, lúc này đã biến thành một kẻ nghèo hèn rồi. Tô Yên cũng không thể dẫm lên đầu cô ta được nữa rồi, Lúc này cô ta đã được Chu Hoàng Long nhận về, là tiểu thư đường đường chính chính nhà họ Chu rồi. Tô Vân ôm con gái, vui vẻ nói, phong thủy luân chuyển, cuối cùng cũng đến lượt Tô Yên gặp xui xẻo rồi, con gái ngoan, con đúng là ngôi sao may mắn của mẹ mà. Chu Kiệt đẩy xe lăn đi ngang qua phòng Tô Vân, nghe thấy lời nói này thì ngừng lại. Tô Vân nhìn thoáng qua Chu Kiệt ở cửa ra vào, ôm con gái đi ra, anh cả, anh vừa từ bên ngoài về sao? Nghe nói Tô Yên vừa sinh hai đứa con trai, con của cô ta đúng thật là quỷ đòi nở, vừa ra đời thì nhà họ Lục đã bị phá sản, đâu có như con gái của em là ngôi sao may mắn. Chu Kiệt không quen nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của Tô Vân, lạnh giọng nhắc nhở, nếu như không có Tô Yên giúp đỡ, thì bây giờ cô còn ở trong tù đấy. Chuyện cô ta ngồi trong tù là một lịch sử đen tối, sắc mặt Tô Vân đen đi mấy phần, nếu như không phải vì Tô Yên, em cũng sẽ không ngồi tù, bây giờ cô ta bị sa sút, trở thành hai bàn tay trắng, em rất vui sướng, anh cả, anh cũng nên vui vẻ mới đúng chứ, lục cận phong ngã xuống, anh mới có cơ hội. Chu Kiệt nhướng mày, cô có ý gì? Tâm tư của anh cả, toàn bộ nhà họ chu từ trên xuống dưới, có người nào không biết chứ? Trước kia anh vì Tô Yên mà bị dao đâm một nhát vào lưng, anh có tình có nghĩa như vậy, đó là may mắn của Tô Yên. Tô Vân lại xúi dục nói, anh cả, em có thể đi ra đều là do anh giúp đỡ, em rất biết ơn, cũng muốn báo đáp anh, chỉ cần anh không chê Tô Yên đã sinh bốn đứa con trai thì em có cách giúp anh cưới được Tô Yên. Tô Vân thật đúng là hy vọng Chu Kiệt có thể cưới Tô Yên về, chỉ cần Tô Yên tiến vào nhà họ Chu, cô ta sẽ có nhiều cơ hội tìm Tô Yên tính sổ. Trước đó bởi vì có Lục Cận Phong nên cô ta chỉ có thể nuốt hận vào trong, nhưng bây giờ đã không giống trước nữa rồi, chỗ dựa của Tô Yên đã bị gục ngã. Ánh mắt Chu Kiệt lạnh lùng nhìn Tô Vân nói, cô nên ở trong này vài năm nữa để tỉnh táo lại đi vứt lại những lời này, Chu Kiệt trượt xe lăn về phía căn phòng của mình. Tô Vân hướng về phía bóng lưng của Chu Kiệt nói to, em không tin anh không muốn cưới Tô Yên, người đẹp như Tô Yên muốn có được cũng không phải dễ đâu. Bang một tiếng, cửa phòng đóng lại, chặn giọng nói của Tô Vân ở bên ngoài. Chu Kiệt ngồi trên xe lăn, im lặng một lúc, lúc này mới chậm rãi trượt xe lăn về phía ban công. Trong đầu Chu Kiệt tràn ngập hình ảnh của Tô Yên, Tô Yên bình tĩnh khi bị anh ta bắt cóc, Mỗi cử chỉ giơ tay, nhấc chân và cả điệu nhảy hai người làm kinh động khắp toàn hội trường trong bữa tiệc mừng thọ. Tô Yên giống như một kho bảo tàng vậy, luôn mang đến cho mọi người những điều bất ngờ ngoài sức tưởng tượng. Chu Kiệt lấy ra một bức hình ở trong ngực, nói đúng ra đây là một bức ảnh được cắt ra từ một tờ báo. Trong ảnh là hình ảnh Tô Yên đang nhảy ở trong bữa tiệc mừng thọ. Vốn là ảnh chụp chung với Lục Cận Phong, nhưng Chu Kiệt chỉ cắt phần có hình ảnh của Tô Yên mà thôi. Chu Kiệt nhìn bức ảnh đến ngẩn người, tay vô thức nắm chặt chân trái đã bị gãy của mình. Giọng nói của Tô Vân từ sân thượng truyền đến, anh biết chân của anh là bị ai chặt đứt không? Là Lục Cận Phong, là anh ta tìm người đòi lại công bằng cho Tô Yên, lúc đó mới tìm anh trả thù đấy. Nghe thấy vậy, trong mắt Chu Kiệt tràn ngập kinh ngạc, cô lặp lại những gì vừa nói. Khi đó chúng em cũng không biết tên bạn trai nghèo nàn của Tô Yên là cậu cả nhà họ Lục, Tô Yên thật đúng là không biết điều, Cô ta biết rõ mẹ của em và cha anh có tư tình, ba của anh vì giữ kín chuyện này nên đã cho người đi dạy dỗ Tô Yên, không bao lâu sau anh đã bị trả thù, mà người làm chuyện này chính là Lục Cận Phong. Tô Vân nói, anh cả, Lục Cận Phong đánh gãy chân của anh, lại cướp người phụ nữ mà anh thích, chẳng lẽ anh cứ mặc kệ như vậy sao? Mối thù gãy chân, không đội trời chung. Chu Kiệt bỗng nhiên nắm chặt chân bị gãy, trong mặt hiện lên ngọn lửa hận cháy hừng hực, nghiến răng nghiến lợi Nói từng chữ một, Lục Cận Phong. Chu Kiệt đột nhiên nhớ ra mỗi lần Tô Yên nhìn đến chân bị gãy của anh ta, trong mắt đều toát ra vẻ áy náy, hóa ra Tô Yên đã sớm biết người đánh gãy chân của anh ta chính là Lục Cận Phong. Cuộc nói chuyện kết thúc ở đây. Khóe miệng Tô Vân nhếch lên nụ cười thành công, tiếp theo cô ta chỉ chờ xem kịch vui mà thôi. Gió bắt đầu nổi rồi. Mưa cũng sắp tới. Khách sạn lớn Châu Tế. Lâu doanh tắm rửa xong mặc áo tắm đang cắt móng chân, nhìn thấy ngoài cửa đang mưa, cảm thán nói, thời tiết đúng là thay đổi thất thường, vừa rồi còn trang sáng sao thưa, bây giờ đã mưa rồi. Bạch Phi Minh pha trà nói, lần này cậu định ở lại đế đô bao lâu? Chị của tớ vừa mới sinh con, nhà họ lục lại gặp biến cố, dù sao cũng không có việc gì, tớ sẽ ở đế đô thêm vài ngày nữa. Lâu doanh vẫn rất nghĩa khí. Bạch Phi Minh uống một ngụm trà nói, cái tên vạn nhất kia, cậu không định giải thích cho anh ta sao? Có cái gì cần giải thích chứ, cũng đã qua mấy tháng rồi, chỉ là một câu nói đùa thôi mà, nếu hôm nay không nhắc tới, tớ cũng đã quên rồi, chắc anh ta cũng không để trong lòng đâu." Lâu Doanh vì tiện nói, hơn nữa, anh ta bao nhiêu tuổi rồi, chỉ đùa một chút mà đã không chịu được rồi hả? Vừa dứt lời thì chuông cửa vang lên. Hai người liếc nhìn nhau, đã muộn thế này rồi, ai lại đến vào giờ này? Lâu Doanh nháy mắt, Phi Minh cậu đi mở cửa đi. Bạch Phi Minh đặt gốc trà xuống rồi ra mở cửa, nhìn thấy người đến, sửng sốt một chút. Lâu doanh ở trong phòng chờ mãi không thấy động tĩnh gì, hỏi Phi Minh, ai vậy? Audio điện tử võ tấn bền. Hết tập 16